mà có sự kỷ luật ấy cả nhà, khi mà mình có sự kỷ luật, mình có sự nhất quán thì mình phát triển rất là nhanh luôn. Đây đơn giản như bản thân mình, bản thân của mình cả nhà đó, khi mà anh chị chúng ta có một cái sự kỷ luật nha, sự nhất quán nha, thì anh chị em chúng ta làm cái gì nó cũng vượt mục tiêu của mình hết á đó. Đó ra quyết định đó, không biết là không, mấy bạn nói là ôi chị mới ơi sợ là về trễ hơn 2 giờ, không mới nói là không tôi phải có mặt ở nhà trước 2 giờ, là đúng y chang vậy. Về tới đây là 1:57 1:57 và mở máy tính lên, mở Zoom lên là đúng 2 giờ luôn cả nhà đó. Nói không làm gì làm tôi phải có mặt trước 2 giờ y chang vậy đó. Rồi ok ha, cho nên là anh chị làm cái gì á chúng ta ra quyết định cả nhà ha. Đó ví dụ như là anh chị chúng ta ra quyết định là trong buổi chiều ngày hôm nay các anh chị học, các anh chị nhận được những kiến thức gì đó, để cho mình ra một cái sự quyết định trước cả nhà, để mình nói chung là làm sao cho mình chọn những cái tuyệt vời trước. Nó không biết đó, nhưng mà làm sao làm nha, mình cứ chọn những cái gì tuyệt vời, những cái gì ok nhất là được ha. Đó chứ mình đừng có hạng hai, mình đừng có nửa vời là không biết sao ta, không biết sao, đừng đừng chọn nha. Không, tôi là phải làm được cái điều đó, không tôi chắc chắn tôi làm được điều đó, thì nó rất là thuận lợi, rất là suôn sẻ, rất là dễ dàng ở nhà nhất. Rồi thì trong buổi chiều ngày hôm nay các anh chị sẽ được ôn tập và được hỗ trợ thêm kiến thức từ một doanh nhân rất là xuất chúng, rất là xinh đẹp, rất là tài giỏi và siêu siêu giàu có cả nhà. À, các anh chị biết ai rồi đúng không ạ? Em nói sơ qua vậy là anh chị biết ai rồi đúng không cả nhà? Đó, mình cũng không có là chiếm thời gian của chị nhiều nữa. Để chi? Để cho anh chị em chúng ta có được nhiều kiến thức hơn, mình học tập được nhiều hơn, mình phát triển được nhiều hơn. Còn mình nói chuyện vui mà cả nhà, thì lúc nào mình nói cũng được đúng không cả nhà? Kiến thức mới là quan trọng. Để anh chị để mình ứng dụng trong cuộc sống của mình. Khi nào mà đến phiên của mình á thì mình sẽ tha hồ nói với anh chị ha. Còn bây giờ thì cả nhà biết sao không? Thời gian của doanh nhân Trần Phạm Yến rất là quý luôn ở nhà, chị rất là bận luôn, nhưng mà chị dành ra thời gian để chia sẻ kiến thức cho các anh chị ấy, thì mình cũng không có dám chiếm dụng thời gian nhiều. Rồi ok, các anh chị cho mình thấy tay tay trái tay phải, cho hai tay chạm vào nhau nở một nụ cười thật là tươi, đón chào doanh nhân vĩ đại Miss chị Phạm Yến. Ok, người chị ạ. Ơi, xin chào cả nhà, chào tất cả những anh chị có mặt trong chương trình Zoom buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào doanh nhân Hoài My nha, cảm ơn doanh nhân Hoài My đã giữ đúng lời hứa anh chị nha, giữ đúng lời hứa và đã lên chương trình đúng giờ anh chị ha, đúng giờ. Và anh chị cứ rèn luyện cái tính nhất quán của mình như vậy, cứ lặp đi lặp lại cái tính nhất quán như vậy mỗi ngày á, thì khi mà anh chị ra một cái quyết định gì đó thì tiềm thức của anh chị nó sẽ làm y chang như vậy, để cho nó được tạo cái thói quen rồi, nó tạo cái thói quen rồi đúng giờ ha, mình nghiêm túc nói gì làm đó anh chị nha. Rồi thì ngày hôm nay Yến cũng sẽ đồng hành cùng với anh chị trong cái chương trình buổi trưa ngày hôm nay, là chúng ta sẽ được hỗ trợ thêm kiến thức anh chị ha. Hỗ trợ thêm kiến thức có nghĩa là sao? Yến không nhắc lại những cái kiến thức mà anh chị đã được học ở trong cái chương trình Zoom 20 giờ của Tài Phiệt Nam Sinh. Bởi vì sao? Có video rồi. Có video rồi. Đó, anh chị mà cần thì anh chị hello nhóm trưởng của mình sẽ là sẽ có cái video đó thôi. Đó. Và như vậy thì mình có thể nghe lại và mình sẽ ghi chép lại. Và đây Yến sẽ hỗ trợ thêm cho anh chị những cái kiến thức để về cái cách ứng dụng, cũng như là cái gia tăng thêm cái tư duy của mình, để mà mình tăng thêm cái niềm tin, tăng thêm cái trí trí tuệ của mình lên anh chị nha. Rồi, mỗi một người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau, và mỗi một người sẽ có một cái kết quả khác nhau. Vì vậy anh chị học thêm từ nhiều người, anh chị sẽ biết được, anh chị sẽ có thêm nhiều góc nhìn vậy nha. Đó. Và ngày hôm nay Yến sẽ chia sẻ với anh chị một cái kiến thức, đó là gì? Khi mà anh chị tâm trí của anh chị nó giống như là một cái khu vườn, đúng không? Tâm trí của chúng ta nó giống như một cái khu vườn, và cái khu vườn này á là nó màu mỡ hay là nó không màu mỡ đó, và nó đều là đến từ bản thân chúng ta. Chúng ta có cày xới nó, chúng ta có chăm sóc nó, thì cái khu vườn tâm trí của anh chị nó sẽ đạt theo cái ý mà anh chị đang chăm sóc nó. Và cái quan trọng là anh chị gieo những cái hạt giống gì vào đó anh chị nhé. Cái khu vườn đó anh chị gieo cái hạt giống gì? Ví dụ như anh chị gieo những cái hạt giống tích cực, những cái hạt giống yêu thương, những cái hạt giống là biết ơn vào trong đó, thì cái khu vườn của anh chị là cái khu vườn gồm những cái hoa, những cái trái, những cái cây lá
mà anh chị đã gieo, đúng không? Nó quan trọng nó đến từ cái hạt giống. Cái khu vườn anh chị đã làm đất rồi, tơi xốp rồi, thì bây giờ anh chị sẽ là người gieo những cái hạt giống đó, và gieo những cái hạt giống đó vào nó như thế nào, là nó đến từ việc anh chị đó. Anh chị ha, chúng ta gieo cái gì vào đó nó liên quan đến cái việc chúng ta có cái suy nghĩ gì và chúng ta học được cái tư duy gì để chúng ta gieo vào đó anh chị nha. Đó, và theo như anh chị nghĩ rằng là bây giờ hiện tại mình muốn gieo thì đầu tiên mình phải có cái gì trước ạ? Mình có hạt giống trước đúng không ạ? Đó, mình phải có cái hạt giống trước. Bây giờ mình muốn gieo gì? Mình muốn gieo cái mình muốn trồng cái cây thành công, cái cây hạnh phúc, cái cây khỏe mạnh, cái cây giàu có, thì mình phải có cái hạt giống khỏe mạnh, cái hạt giống giàu có chứ, đúng không? Đó, vì vậy mà ở đây thì ngày hôm nay trong chương trình này Yến sẽ giúp cho anh chị có được những cái hạt giống đó. Anh chị biết tại sao mà? Bởi vì sao? Cái hạt giống đó là anh chị đi xin hay anh chị đi mua hay anh chị đi đâu cũng vậy, anh chị phải biết được là cái hạt giống đó phải là những cái hạt giống tốt, những cái hạt giống chất lượng thì anh chị mới có được những cái sản phẩm, những cái cây chất lượng, đúng không? Đó, nếu như mà anh chị gieo xuống 10 hạt mà ở trong đó cái tỷ lệ hạt giống tốt nó chỉ có 2 thôi thì anh chị chỉ có hai hạt hai hai cây tốt thôi. Còn nếu như mà mình chọn đúng cái hạt giống, đúng cái hạt giống từ cái người mà họ đã trồng được cái cây đó rồi, họ đã có cái cây thành công đó rồi, thì có phải là cái hạt giống anh chị xin nó là những cái hạt giống tốt không? Cái hạt giống đó chắc chắn nó sẽ cho cái kết quả tốt đó. Và ví dụ như bây giờ hiện tại nó ở nhà của mình, cái trong cái khu vườn của mình trồng được, mình trồng cái muỗng cũng cái bụi hoa hồng, nhưng mà cái bụi hoa hồng của mình á là nó tốt, nhưng mà cái hoa của nó không có to, cái hoa của nó không có rực rỡ, cái hoa nó không có đẹp. Nhưng mà cái nhà kế bên đó, nó trồng được một cái bụi hoa mà cái hoa nó rất là to, cái hoa nó rất là rực rỡ, thì bây giờ làm sao mình muốn có được cái bụi hoa giống như vậy thì sao? Thì mình phải qua đến đó mình xin người ta, đúng không? Mình xin người ta cái hạt giống, hoặc xin người ta cái cây giống hay cái mầm giống đó, và mình xin. Và thậm chí cái người đó đó họ đã thành công trong cái việc là chọn trồng được cái bụi hoa đó rồi, họ sẵn sàng họ chỉ anh chị cái cách ươm mầm như thế nào, đúng không? Cái cách ươm như thế nào và cái cách chăm sóc như thế nào. Người thành công họ rất là tuyệt vời ở chỗ là họ sẵn sàng họ chia sẻ với anh chị cái cách mà họ đã thành công trong cái việc họ trồng cái thành công cái bụi hoa đó rồi, có đúng không? Nếu như anh chị là người trồng được một cái bụi hoa mà người khác ngưỡng mộ, anh chị chia sẻ cho người khác, anh chị có chia sẻ hết lòng, chia sẻ hết lòng để người ta cũng có được cái bụi hoa như mình, đúng không? Đó, như vậy thì đối với người thành công cũng vậy. Đối với người thành công người ta cũng như vậy anh chị, cũng chia sẻ, họ cũng sẵn sàng chia sẻ giúp cho người khác như vậy anh chị. Đó, và ngày hôm nay Yến sẽ chia sẻ với anh chị là những cái hạt giống để anh chị có thể là gieo trồng cho mình những cái cây thành công, cái cây hạnh phúc như vậy nha. À, hiện tại thì anh chị thấy thời gian nó qua nhanh không? Còn đó, có chỉ có hơn 3 tháng nữa là đã tới Tết rồi, đúng không? Quay quay lại là chúng ta đã hết năm rồi, hết năm 2023 đến nơi rồi, đúng không? Đó. Nhưng mà khi mà anh chị điểm lại những cái mục tiêu của mình từ đầu năm tới cuối năm thì có khi nào mà anh chị nghĩ rằng là xí nháp nữa không ạ? Hay có anh chị có khi nào anh chị nghĩ rằng là mình xé nháp năm nay, thôi mình đặt ra mục tiêu mình đặt không được, thôi mình xé nháp ha? Không ha, đừng xé nháp nha. Đó, mình không có nhiều thời gian để mà mình xé nháp hoài đâu anh chị ha. Đó, vì vậy mà ở đây chúng ta cần thiết chúng ta phải học tập một cách nghiêm túc để chúng ta có được cái kết quả anh chị, có được kết quả. Bởi vì sao? Khi chúng ta làm gì chúng ta cũng cần phải bỏ ra công sức thời gian đó, thì bây giờ mình phải bỏ ra công sức thời gian, mình phải có kết quả chứ đừng có để là cứ xé nháp hoài nha. À, rồi ngày hôm nay là cái bài chúng ta sẽ được chia sẻ là gì, là gieo những cái hạt giống anh chị nha. Đó, và ở đây thì đầu tiên chúng ta phải chọn cho mình những cái hạt giống đúng, đúng không? Rồi chúng ta hành động, đúng không? Chúng ta hành động thì những cái quá trình mà Yến đã học tập, Yến rèn luyện, Yến phát triển thì Yến thấy được một điều đó là gì? Đó, không, cuộc đời của chúng ta nó không có cái gì là ngẫu nhiên cả, nó tất cả nó đến từ suy nghĩ của chúng ta, tất cả nó đến từ suy nghĩ của chúng ta đó, và từ cái suy nghĩ đó nó đưa đến cho chúng ta có được cái hành động, và từ cái hành động của chúng ta, hành động đúng, cái suy nghĩ của chúng ta là cái suy nghĩ đúng, cái hành động đúng thì cái kết quả chúng ta nhận được đó là cái kết quả đúng gì ha. Đó,
Và cái việc của chúng ta bây giờ là chúng ta muốn thay đổi cuộc sống của mình thì chúng ta cần phải làm gì? Lập trình lại cái hệ thống niềm tin của mình, lập trình lại cái hệ thống niềm tin, cái tư duy của chính mình đó. Và ngày hôm nay cái bộ công thức mà Yến muốn chia sẻ với anh chị đó là cái bộ công thức mà Yến được học từ người thầy của mình, đó là thầy Việt Nelson. Anh chị là người rất là may mắn, anh chị được học trực tiếp từ người thầy của Yến vào lúc 20 giờ anh chị ha, vào lúc 20 giờ thì anh chị rất là may mắn. Nhưng mà Yến thì ngày lúc mà Yến học á, Yến biết cái bộ công thức này, Yến biết được những cái tư duy này là Yến chỉ Yến không được học trực tiếp từ người thầy của mình đâu. À, bởi vì sao? Lúc đó thì người thầy của Yến 6 tháng mới làm chương trình một lần, cho nên là Yến chỉ học lại qua những cái video thôi. Cho nên là anh chị chúng ta là những người vô cùng may mắn vậy ha, vô cùng may mắn được học trực tiếp. Khi mình học trực tiếp á, mình sẽ có được cái năng lượng anh chị, cái năng lượng trực tiếp, năng lượng từ người thành công á đó, và mình nhận được cái năng lượng đó thì anh chị sẽ học, anh chị sẽ phấn khích hơn, anh chị sẽ học tập một cách là tuyệt vời hơn, và cái kết quả chắc chắn nó cũng sẽ tuyệt vời chị ha đó. Và trong suốt hơn trong suốt là hơn 2 năm Yến học cùng với người thầy của mình đó, thì Yến đã ứng dụng và Yến thay đổi bản thân mình rất là nhiều luôn đó. Đó, ngày hôm qua, ngày hôm thứ bảy Yến đã chia sẻ với anh chị rồi là lý do tại sao chúng ta cần phải phát triển bản thân. Tại sao phát triển bản thân là nó lại thay đổi, phát triển bản thân mà phát triển bản thân mình thôi, tại sao nó lại thay đổi được cái mối quan hệ của mình với gia đình, với chồng, với vợ hay là với con đó. Tại sao có nhiều người nói rằng là tôi đi học cái lớp dạy con mà tôi dạy con cũng không có kết quả, mà tại sao tôi chỉ học phát triển bản thân tôi mà con nó lại nghe lời tôi đó. Đó là cái điều tuyệt vời, đó là cái lý do vì sao mà anh chị chỉ cần học tập phát triển bản thân, anh chị thay đổi bản thân mình và anh chị, những người xung quanh anh chị cũng sẽ thay đổi theo cái chiều hướng tích cực. Đó là như vậy anh chị ha. Vì vậy cái việc mà chúng ta học tập, chúng ta rèn luyện nghiêm túc đó, thì cái bộ công thức này, cái bộ mà hạt giống này Yến muốn chia sẻ với anh chị ngày hôm nay, đó là cái bộ bộ ba tam giác vàng đó, anh chị ha. Bộ ba tam giác vàng là nó bao gồm là tư duy, công cụ và kỹ năng anh chị ha. Đó, tư duy nè, công cụ và kỹ năng, nó là một cái bộ tam giác. Tam giác thì nó có ba cái góc đúng không, ba cái cạnh, thì nó cũng giống như cái kiềng vậy đó anh chị, nó giống như cái kiềng ba chân vậy đó. Đó, thiếu một cái chân nào cũng không được hết, thiếu một cái chân nào nó cũng đứng không vững hết đó anh chị nha. Đó, tư duy ở đây thì anh chị em chúng ta cũng cần phải biết rằng là để mà chúng ta có thể trở nên thành công thì chúng ta phải cần phải có tư duy của người thành công. Nếu chúng ta muốn trở nên một người giàu có thì chúng ta phải có một cái có tư duy của người giàu có. Chúng ta muốn có tư duy, chúng ta muốn trở nên hạnh phúc, khỏe mạnh thì chúng ta phải có tư duy của người thành công về sức khỏe, thành công trong mối quan hệ. Có đúng không ạ? Đó, và cái công thức đó nó cũng là cái công thức là ở đây anh chị thấy rằng là cái công thức mà anh chị thường xuyên nghe, khi anh chị nghe trên chương trình của Tài Việt Nelson nè, nghe từ chương trình của doanh nhân Hưng Phan nè, nghe từ chương trình của doanh nhân Vi Linh nè, hoặc là anh chị nghe từ chương trình của Yến, thì anh chị đều nghe có một cái công thức, mà cái công thức này là cái công thức của những người thành công nhất trên thế giới họ ứng dụng đó, là suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc dẫn đến hành động và hành động tạo ra kết quả. Cái câu này anh chị nghe thường lắm, anh chị nói ủa sao có cái câu này mà tôi nghe nhiều người nhắc đến như vậy. Bởi vì sao? Cái công thức này nó là cái công thức của những người thành công nhất trên thế giới đó anh chị ha. Đó, và suy nghĩ của một người như thế nào thì nó sẽ tạo ra kết quả y chang như vậy. Vậy thì lý do tại sao suy nghĩ của con người nó lại quan trọng đến như thế đó. Và ở đây anh chị có thể là hiện tại Yến chia sẻ với anh chị là trong cái bộ mà ở đây Yến không có phải là chia sẻ về tôn giáo hay đạo giáo anh chị, nhưng mà tôn giáo nào nó cũng hướng đến cái gì, hướng đến con người, đến cái việc là làm việc thiện, làm việc tốt anh chị ha, làm việc thiện đó, làm việc tốt. Thì trong cái kinh kinh Pháp Cú có một câu như vậy anh chị, Đức Phật có nói rằng là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau đó. Thì cái câu đối ngược lại đó là gì? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau đó. Và trong hai câu kinh Pháp Cú này thì ý nói là gì? Nếu như cái suy nghĩ của chúng ta, cái ý nghĩa của chúng ta nó sẽ làm chủ, ý nghĩ của chúng ta nó sẽ làm chủ và nó dẫn đầu các pháp đó, và không có một cái pháp nào, không có một cái Phật pháp nào, không có một cái kinh thánh nào
không có bất kỳ một cái thuyết nào mà không có cái tư tưởng và cái ý dẫn đầu cả. Ý ở đây chính là cái suy nghĩ, ý ở đây chính là cái hệ tư tưởng, đó là cái tư duy của chúng ta, là cái suy nghĩ của chúng ta. Thì nó cũng giống như cái công thức mà Yến chia sẻ với anh chị vậy đó, là suy nghĩ nó tạo ra cảm xúc đó anh chị ha. Suy nghĩ nó tạo ra cảm xúc và cảm xúc đó nó sẽ đưa đến hành động, và hành động, chính cái hành động đó nó sẽ mang đến cho anh chị cái kết quả đó. Thì cái ý dẫn đầu các pháp đó là cái ý nghĩ của chúng ta anh chị ha, cái ý nghĩ của chúng ta. Vì vậy có nhiều người anh chị thường xuyên hay nghe nói rằng là kiểm soát được suy nghĩ thì anh chị sẽ kiểm soát được cuộc đời của anh chị. Đó là câu nói không sai đâu anh chị đó. Kiểm soát, anh chị kiểm soát, làm chủ được cảm xúc của mình, làm chủ được suy nghĩ thì anh chị làm chủ được được cả cuộc đời của anh chị đó. Tư duy của anh chị nó làm chủ cả cuộc đời của anh chị đó. Tư duy chính là cái suy nghĩ đó đó. Ví dụ ngày hôm nay anh chị là một người chưa được tích cực, anh chị không tin tưởng ai cả, anh chị không yêu thương ai cả, anh chị không yêu quý ai cả, anh chị gặp ai anh chị cũng sợ, sợ họ lừa mình, thì sao, thì chuyện gì sẽ xảy ra đó. Anh chị có thể là chia sẻ cái quan điểm của anh chị ha. Đó, nếu như bây giờ ngày hôm nay nè, anh chị gặp ai anh chị cũng sợ đó, anh chị gặp ai anh chị cũng sợ là mình không không mình có cái suy nghĩ là không tích cực đó, tôi gặp ai tôi cũng cũng sợ người ta lừa, như vậy thì sao, thì anh chị sẽ gặp cái điều gì ạ? Anh chị gặp, anh chị cứ suy nghĩ trong đầu là ôi tôi sợ quá, tôi gặp ai tôi cũng sợ người ta lừa tôi hết, thì cái anh chị gặp sẽ là cái gì ạ? Chắc chắn là gặp là cái chuyện là cũng bị lừa, đúng không ạ? Đó, chính xác anh chị ha, chính xác. Bởi vì sao? Cái suy nghĩ của anh chị đang tập trung vào điều đó, suy nghĩ của anh chị đang tập trung vào điều đó, thì quy luật hấp dẫn là gì? Trong đầu của bạn có cái gì, bạn sẽ hấp dẫn đúng y chang cái đó. Đó anh chị ha, cái gì có ở trong đầu của anh chị là nó sẽ có ở bên ngoài. Và anh chị tập trung vào cái điều đó là gì? Tập trung vào cái điều bị lừa, sợ bị lừa, thì anh chị sẽ gặp những cái tình huống đó để anh chị mắc phải những cái sai lầm đó anh chị ha. Đó, cho nên là cái suy nghĩ của chúng ta rất quan trọng. Vì vậy mình cần phải kiểm soát được là mình suy nghĩ điều gì nha. Đó anh chị ha. Đó, cho nên á là khi mà anh chị nghĩ rằng là có những người cứ nghĩ rằng là tôi gặp người này tôi gặp người kia tôi cứ sợ là tôi bị lừa, và khi mà anh chị cứ bị như vậy thường xuyên, bị là lặp đi lặp lại cái bị người khác lừa đó, là chừng vài lần, bị lừa nhiều lần như vậy thì nó thành một cái niềm tin luôn, cái niềm tin luôn. Và việc gì sẽ xảy đến là không tin tưởng ai nữa hết, đúng không? Không tin tưởng được ai hết. Và cái kết quả mà mình không tin tưởng là gì? Là tôi không chơi với ai hết, tôi chơi một mình đó, tôi chơi một mình tôi thôi, tôi làm cái gì tôi cũng chỉ làm một mình thôi đó, chỉ phát triển một mình. Và trong những ngày trước thì Yến đã chia sẻ với anh chị rồi, bất cứ ai trên cuộc đời này mà làm việc một mình, hay là phát triển một mình, học tập một mình, hay ăn một mình, hay làm cái gì một mình cũng đều không thành công. Anh chị có nghe ông bà ta thường nói không ạ? Ăn một mình thì tức bụng, làm một mình thì cực thân, có đúng không ạ? Đó, mà trong cái thời đại hiện nay, trong thời đại kinh tế hiện nay, nếu như anh chị không có sự hợp tác đối với người khác á, đối với nhiều người nhiều mảng, thì anh chị lại càng không dễ thành công, càng không dễ thành công. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì á, mỗi một người chúng ta đều là một mảnh ghép anh chị, mỗi một người chúng ta đều là một mảnh ghép đó. Và vì vậy mà cái hoàn thành cái bức tranh tổng thể đó là mỗi một người sẽ là một mảnh ghép để ghép vào trong cái bức tranh đó. Mà bây giờ nếu như anh chị chỉ có một mình thôi, cho dù anh chị có giỏi cỡ nào đi nữa, anh chị cũng sẽ thiếu đi một mảnh ghép, thiếu đi một mảnh ghép. Bởi vì sao? Cho dù là một cái người mà họ họ không giỏi, nhưng mà họ có cũng có những cái điểm mạnh mà người khác không có, đúng không anh chị? Mà người khác không có. Vì vậy khi mà anh chị hợp tác được với nhiều người á, thì anh chị sẽ tận dụng được những cái mảnh ghép đó. Những cái mảnh ghép đó nhiều khi chúng ta không có, chưa có, hoặc là có nhưng mà nó chưa hoàn thiện. Thì ở đây anh chị sẽ là người được cái những cái mảnh ghép đó nếu anh chị hợp tác được với người khác. Mà bây giờ anh chị không có niềm tin đối với ai hết, anh chị sợ, anh chị không có niềm tin đối với ai hết. Bởi vì sao? Anh chị đã bị nhiều người nó nhiều người nó làm cho anh chị không được an toàn rồi, anh chị mất niềm tin rồi đó. Thì như vậy nó không tốt anh chị ha. Vì vậy ở đây
ở đây là trong cái quá khứ của anh chị á, thậm chí những cái điều nó đến từ trong cái thế giới quan trong quá khứ của anh chị, nó định hình nên suy nghĩ của anh chị. Mà khi mà nó định hình suy nghĩ của anh chị thì sao? Nó định hình luôn cuộc đời của anh chị thông qua cái gì? Thông qua những cái trải nghiệm, thông qua những cái kinh nghiệm trong quá khứ. Nó làm cho một cái, nó làm một cái môi trường, nó làm cái môi trường không tích cực đó. Một cái môi trường không tích cực thì hoặc là anh chị hồi từ còn nhỏ đi, anh chị từ còn nhỏ anh chị đi học, còn nhỏ anh chị đi học thì anh chị bị những cái bạn khác bắt nạt, những bạn khác lanh lợi hơn bắt nạt anh chị đó, ăn hiếp anh chị, ví dụ như vậy. Rồi lớn lên cái là anh chị đi làm, ví dụ như anh chị đi làm thì anh chị đi làm công cho người khác, ví dụ như vậy đi. Mình đi làm công cho người khác xong cái bị người khác giống như là không, mình không an toàn trong lao động, ví dụ như bị người khác là chèn ép nè. Ra ví dụ như mình ra mình kinh doanh nhỏ lẻ mình bị chèn ép, hay mình đi làm mình bị người khác là bị người chủ là chèn ép bóc lột, ví dụ như vậy, hoặc bị người khác ăn hiếp như vậy, thì anh chị ở trong cái môi trường không tích cực đó, nó định hình nên con người của anh chị đó, định hình nên con người của anh chị. Cho nên ở đây cái môi trường nó rất là quan trọng. Cái môi trường anh chị thấy rằng là đối với những đứa trẻ mà nó sống trong một cái gia đình mà cha và mẹ thường xuyên cãi nhau, cha mẹ thường xuyên cãi nhau, hoặc là trong cái môi trường mà những cái nhà xung quanh người ta thường xuyên, cha mẹ thường xuyên đánh nhau, ví dụ như vậy, thì cái đứa trẻ đó nó nhìn thấy những cái điều đó nhiều, thì đó là nó hình thành cái thế giới quan của nó, hình thành nên thế giới quan của nó. Ví dụ như cha mẹ cãi nhau vì tiền bạc đi, ví dụ như vậy, tại sao tháng này tiền lương anh đưa cho tôi ít như vậy đó, tại sao tiền lương anh đưa cho tôi có bao nhiêu đây vậy, thì sao? Thì đó, nó lại trong thâm tâm của nó, trong tiềm thức của nó lại gắn với cái gì? Tiền gắn với cái sự là không vui vẻ, có đúng không ạ? Tiền nó gắn với không vui vẻ, tiền nó gắn với cái việc cãi nhau, cho nên là tiềm thức của nó là không có thích tiền, không có thích tiền đó. Hoặc là ví dụ như là anh chị trong quá khứ anh chị ở trong một cái môi trường không tốt, mà ở nơi đó anh chị nhìn thấy là những người giàu, họ do họ làm ăn phi pháp, họ làm những cái điều không tốt mà họ họ có được cái số tiền đó, họ giàu lên nhờ họ làm ăn phi pháp, thì lúc đó anh chị lại có những cái ấn tượng không tốt về đối với người giàu, đúng không? Đó, đó. Thì dẫn đến cái việc là cái niềm tin anh chị có cái niềm tin không tốt đối với người giàu, người giàu là xấu, người giàu là xấu xa, tiền bạc là phải làm cái gì đó tội lỗi thì mới có tiền, có đúng không anh chị? Đó. Và như vậy thì trong thâm tâm của anh chị, trong thâm tâm của anh chị sẽ có cái gì, cái suy nghĩ là gì? Tôi cực kỳ ghét người giàu, tôi không thích người giàu, tôi cực kỳ ghét người giàu. Và cái điều này nó dẫn đến cái kết quả là gì anh chị? Nó dẫn đến cái kết quả là sau này khi anh chị lớn lên, anh chị cũng sẽ là người ghét người giàu, ghét người giàu đó. Cứ nhìn thấy người giàu, nhìn thấy người thành công, mặc dù người đó tôi chưa biết là người đó tốt hay là không tốt đó, có những người giàu ở ngoài kia tôi chưa biết mặt họ, nhưng mà cứ nghe nói đến họ giàu là tôi không thích, là tôi ghét rồi đó anh chị ha. Và dẫn đến cái điều này nó dẫn đến cái kết quả là gì anh chị? Là anh chị sẽ không bao giờ thành công và giàu có được. Bởi vì sao? Cuộc đời của chúng ta ai cũng vậy anh chị, hỏi đến bạn có muốn thành công, bạn có muốn giàu có không, chị hỏi kỳ, làm thành công mà không muốn, giàu có mà không muốn ha. Nhưng mà bạn lại trong cái tiềm thức của bạn, trong thâm tâm của bạn, bạn lại ghét những cái người giàu. Tại sao? Ngày xưa tôi đã nhìn thấy những cái người đó đó, những người giàu đó đó, những người chủ đó đó, ức hiếp công nhân, ức hiếp người lao động đó, hoặc là tôi thấy là người có tiền, tiền bạc nó liên quan đến tiền bạc là liên quan đến cãi nhau, ví dụ như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì đó là những cái tiềm thức, những cái trải nghiệm, cái môi trường của anh chị nó rất là quan trọng anh chị ha. Cho nên á, những anh chị thấy rằng là những cái đứa trẻ mà nó được sống, nó lớn lên trên trong cái môi trường đó cha mẹ cãi nhau, những cái môi trường mà không có được tích cực á, thì lớn lên cái khuynh hướng của nó sẽ là cái khuynh hướng là cũng sẽ là không tích cực, suy nghĩ của nó sẽ không tích cực, và nó có khuynh hướng là bạo hành, bạo hành, nó không có tình yêu thương đó anh chị ha. Nhưng mà ngược lại những đứa trẻ mà nó được sống trong cái gia đình mà cha mẹ yêu thương, tôn trọng, yêu quý lẫn nhau đó, nói năng lịch sự đó, như vậy thì sao? Nó nhìn những cái khung cảnh đó, hoặc là nó được cha mẹ nó được cho đi
du lịch ở ở ở nhiều nơi, ở những cái chất lượng dịch vụ 5 sao, thì trong thâm tâm của nó là gì? Nó trong thâm tâm của nó là nó cuộc sống này thật là tuyệt vời, đó là những cái trải nghiệm đó đối với nó thật là tuyệt vời anh chị ha. Đó, và như vậy thì khi mà có chỉ những người họ giàu có, họ thành công, họ sẽ có cái cuộc sống như vậy. Như vậy thì lớn lên nó gì? Tôi phải thành công để tôi có được cái điều đó, đúng không anh chị? Đó, hoặc là ví dụ như là cha mẹ của tôi là một người có tư duy trí tuệ, cha mẹ của tôi nói chuyện với nhau là không bao giờ cãi nhau, cha mẹ của tôi nói chuyện rất là ôn hòa, rất là hiểu nhau đó, và cha mẹ của tôi là cái tấm gương để tôi noi theo đó, thì đứa trẻ nó sẽ nhìn vào cha mẹ nó, gương tấm gương đó để mà nó làm theo anh chị ha. Giống như ví dụ như cha mẹ mà thích đọc sách, thường xuyên đọc sách, thì những đứa con sẽ là những đứa thích đọc sách anh chị ha. Đó, và nếu như anh chị là những người mà biết có, anh chị được phát triển tư duy, anh chị phát triển bản thân, anh chị biết phải đọc những quyển sách nào nó giúp cho anh chị thành công, đọc những quyển sách nào giúp cho anh chị hạnh phúc, đọc quyển sách nào giúp cho anh chị biết ơn, thực hành được lòng biết ơn, yêu thương người khác, thì anh chị có hướng dẫn cho con của anh chị, có hướng cho con của anh chị học được những cái đọc những cái quyển sách như vậy không? Chắc chắn là có, đúng không ạ? Chắc chắn là có. Chứ nếu như mà anh chị không có, anh chị không biết đọc những quyển sách nào, anh chị không biết phát triển bản thân, thì anh chị đâu có hướng cho con của anh chị được những cái đọc những cái quyển sách về phát triển bản thân đâu, đúng không? Đó, và vô cùng tuyệt vời là những đứa trẻ con của những anh chị trong câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc là những đứa trẻ hiện tại tuy nó còn nhỏ nhưng mà nó đã biết đọc những cái quyển sách phát triển bản thân. Theo anh chị, những đứa trẻ mà nó không được hướng những suy nghĩ nó có biết đọc những quyển sách đó không? Không biết đâu anh chị. Nó sẽ thích đọc những cái quyển mà truyện tranh, đánh nhau hay là tiểu thuyết hay là cái gì đó, chứ nó không có thích đọc những cái sách phát triển bản thân đâu. Đó, và ở đây môi trường câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc, Tài Phiện Nam Sinh là người thầy của Yến luôn hướng đến gì? Đào tạo gì? Đào tạo để giúp cho người cha, người mẹ phát triển. Nhưng mà nhắm cái đích nhắm tới là gì? Là những cái mầm non, là những đứa con, những đứa bé con của những anh chị đó. Để chi? Đó là những cái mầm non tương lai của đất nước đó. Anh chị ha, hướng đến một cái Việt Nam hùng cường thì phải hướng đến những cái mầm non đó anh chị nha. Đó, và hướng đến mầm non đó thì cha mẹ phải là người phát triển, cha mẹ phải là người có biết, hiểu biết đó, có hiểu biết và được học phát triển bản thân một cách bài bản đó, rèn luyện thì sẽ là tấm gương sáng cho con mình. Cái cách để giáo dục con tốt nhất là cái cách làm gương cho con anh chị ha. Đó, và ở đây Yến hỏi anh chị nè, nếu như anh chị mà nhìn thấy một cái người, mặc dù anh chị quen biết họ đó, đó anh chị quen biết họ đó, họ là cái người vui vẻ đó, họ là cái người thành công đó, nhưng mà anh chị lại cực kỳ ghét cái người này, như vậy thì có bao giờ anh chị muốn trở thành cái người giống như người đó? Anh chị có, họ là người thành công đó, đó có bao, nhưng mà anh chị ghét họ lắm, thì làm sao mà anh chị trở thành cái người đó được, đúng không? Anh chị có thể comment câu trả lời, anh chị có mong muốn trở thành cái người giống như vậy không? Có thì anh chị nói có, không anh chị comment không giúp Yến ha. Đó, mặc dù anh chị biết họ là cái người thành công, là cái người vui vẻ, nhưng mà anh chị ghét họ lắm, anh chị không có thích họ, thì anh chị có muốn trở thành cái người giống vậy không? Chính xác, anh chị đúng rồi. Và anh chị đồng hành với câu lạc bộ cũng được hơn một tuần đúng không? Học cái chương trình của Tài Việt Nếu Sinh cũng hơn một tuần. Và anh chị đã đồng hành với Yến cũng 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 được 1 2 tuần, thì cái góc nhìn của anh chị cũng đã thay đổi rồi đó. Góc nhìn của anh chị cũng thay đổi, đó là cho nên là rất là đáng 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 quý anh chị ha. Đáng quý. Đó, đúng là như vậy luôn anh chị. Cho dù cái người đó họ tốt lắm, họ tốt lắm, nhưng mà mình không thích người đó. Mình không thích người đó thì mình không có muốn trở thành cái người đó đâu, đúng không? Mình đâu có muốn trở thành người đó. Vì vậy ở đây anh chị muốn trở thành cái người như thế nào thì anh chị hãy ngưỡng mộ họ, anh chị hãy học theo họ. Ví dụ như anh chị là ngưỡng mộ là người thành công, anh chị ngưỡng mộ một người thành công, hạnh phúc, khỏe mạnh, giàu có, thì anh chị hãy ngưỡng mộ họ. Anh chị muốn có cái kết quả đó, anh chị hãy ngưỡng mộ họ.
thì anh chị hãy yêu quý họ thì anh chị mới trở thành cái người đó như vậy được, đúng không? Đó, và đây cũng là cái bài học của Yến đó nha anh chị, đây là cái bài học của Yến đó. Đó, và ngày trước anh chị biết không, mặc dù là Yến rất là thích, muốn là mình thành công nha, muốn mình thành công, muốn giàu có nha, nhưng mà Yến thì Yến không ghét, mà là Yến sợ. Yến sợ chứ không phải Yến ghét. Yến sợ à, Yến không có thích đi đi đến những nơi mà người giàu thường xuyên đến. Yến không thích nói chuyện, không thích là đi cà phê hay là giao lưu với người người lớn, người người giàu đó. Bởi vì sao anh chị? Yến sợ. Yến có cái nỗi sợ trong lòng, cái tự ti trong lòng đó. Yến không có ngưỡng mộ, không ngưỡng mộ, cho nên Yến cũng không có trở thành cái người đó được luôn. Còn ghét lại là một cái phạm trù khác, nhưng mà này không có ghét, nhưng mà sợ, sợ cũng như là không ngưỡng mộ, không thích đó. Đó, như vậy cho nên là chính người thầy của mình Tài Phiệt Nelson đã chia sẻ với Yến rằng bây giờ chị muốn trở thành cái người đó, chị phải ngưỡng mộ họ chứ chị sợ cũng không được nữa. Chị phải mạnh dạn lên, chị phải nói chuyện với họ, chị phải yêu quý người ta. Yêu quý người ta thì tiềm thức của anh chị, tiềm thức của chị nó mới kết nối cho chị những cái nguồn lực, những cái sự việc, những cái sự kiện để giúp cho chị trở thành cái người đó. Đó, trở thành cái người đó được. Đó, và Yến đã làm được điều đó. Cái thời gian đầu này nó không dễ anh chị. Thời gian đầu nó không dễ đâu. Nhưng mà mình làm thường xuyên anh chị. Cái gì mà sợ thì cứ làm để chừng nào hết sợ thôi. Đó, chừng nào hết sợ thôi anh chị ha. Đó, và có một cái người mà tỷ phú á, là ông ấy đã bị cái chứng là đọc chậm anh chị. Đọc chậm. Đó, và ông ấy nói rằng là bây giờ đọc chậm đúng không? Thì tôi đọc tới chừng nào mà hết sợ thôi. Hết sợ thôi, sợ cho nên đọc chậm, đọc là nói vấp anh chị, đắp vấp á. À, đọc đến khi nào mà hết thì thôi. Đó anh chị ha. Cái gì sợ thì làm cái việc đó nhiều hơn. Làm cái việc đó nhiều lên. Và vì vậy mà Yến đã được Tài Phiệt Nelson hỗ trợ là gì? Hướng dẫn là gì? Hãy mình sợ gì mình làm nhiều đó nhiều hơn. Yến rất là ngại đi tiệc nè. Đó, lúc trước á, lúc trước mà Yến chưa biết đến môi trường câu lạc bộ, Yến rất là ngại đi tiệc nè. Đó, tiệc cưới hay là bạn bè mời tiệc hay hay là cái gì đó, Yến rất là ngại đi. À, Yến rất là ngại đi và tìm rất nhiều lý do để mình không có mặt ở đó. À, mà lý do thì lúc nào cũng đúng anh chị. À, lý do lúc nào cũng đúng, nhưng mà bây giờ thì không có nha. Bây giờ thì ngon lành rồi. Bây giờ ngon lành rồi, mình phát triển anh chị. Bởi vì sao? Mình ngưỡng mộ người đó, mình ngưỡng mộ người đó một cái là mình phát triển, mình rèn luyện liên tục á, mình ngưỡng mộ thì bây giờ là rất là nhiều người thành công và giàu có muốn rất là cũng yêu quý mình. Tại vì sao mình yêu quý người ta? Mình yêu quý những người thành công và giàu có thì những người thành công giàu có cũng yêu quý mình, đúng không? Đó, cũng yêu quý mình, họ luôn muốn hợp tác, họ luôn muốn kết hợp, họ muốn hợp tác để làm ăn với mình. Đó, làm ăn với mình trong mọi lĩnh vực. Chứ ngày trước Yến không kết nối được. Tại vì sao? Tại vì Yến không có ngưỡng mộ mà Yến sợ người ta. Mà sợ thì sao? Sợ thì tiềm thức của anh chị nó sẽ ngăn lại liền. Khi mà anh chị có cái nỗi sợ, tiềm thức nó sẽ ngăn lại để chúng ta không gặp những người đó, để chúng ta, tại vì sao, để bảo vệ chúng ta mà. Đó, thì đó là cái cách mà Yến đã ứng dụng được anh chị. Đó, vì vậy mà ở đây hãy mình hãy hãy ngưỡng mộ những người thành công và giàu có anh chị ha, nếu như chúng ta muốn thành công. Còn nếu như anh chị không muốn thành công thì có sao không? Không sao, mình không muốn thành công thì thôi, đúng không ạ? Đó, và ở đây khi mà chúng ta trở thành, chúng ta ngưỡng mộ cái người đó, à, chúng ta ngưỡng mộ cái người đó rồi thì chúng ta sẽ có cơ hội, đúng không? Có cơ hội để trở thành cái người giống như vậy. Chứ còn bây giờ với Yến, ví dụ như bây giờ có một người họ lười biếng, họ lười biếng mà kêu là tôi thích người đó, có thích được không anh chị? Một người lười biếng, một người hay bỏ cuộc, một người không uy tín thì kêu anh chị thích người đó, anh chị có thích được không? Không, không có thích được đâu. Tại vì sao? Tại vì là tôi không có thích người đó thì tại vì tôi không có muốn trở thành cái người đó. Đúng không? À, kêu tôi thích tôi không thích. À, cho nên là chúng ta học để chúng ta có tư duy, cho nên cái việc nó cũng giống như cái việc anh chị thấy một người giàu và anh chị có cái suy nghĩ là anh chị yêu quý, anh chị ngưỡng mộ người giàu thì anh chị chắc chắn sẽ trở thành người thành công và giàu có anh chị ha. Đó. Rồi, ở đây anh chị có một cái câu chuyện, anh chị có một cái câu chuyện là Yến có một cái người Yến hỗ trợ một bạn trong nhóm học tập á, thì bạn ấy nói rằng là chị
giờ chị chỉ cho em cái cách làm như thế nào để em phát triển bản thân, để em trở nên thành công và giàu có. Nhưng mà em rất là thích cái việc phát triển bản thân để trở nên thành công, nhưng mà em nói cho chị nghe nè. Đó, thì khi lúc đó thì Yến chia sẻ với bạn ấy là phải 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 ngưỡng mộ người thành công này nọ đó, là mình phải thay đổi cái suy nghĩ. Thì bạn ấy nói vậy nè: thôi chị, em có một cái ông chú, mà cái ông này á là chú ruột của em, nhưng mà em và cha mẹ của em, gia đình của em ghét cái ông chú này. Ủa sao tự nhiên ghét? Ông chú này ổng giàu lắm, ổng giàu lắm cho nên em, gia đình em ghét. Ủa sao tự nhiên người ta giàu mà em ghét người ta? Anh nói á, là ông chú này á, ông ấy giàu nhưng mà ông ấy keo, ông ấy giàu nhưng mà ông ấy keo lắm, cho nên là không có giúp đỡ gia đình em. Em có nhờ gia đình em, cha mẹ em có nhờ giúp đỡ, nhưng mà ông chú này không có giúp đỡ. Anh chị ha. Như vậy thì Yến nói với bạn ấy rằng là: chị, như vậy thì chị đã biết được lý do tại sao mà hiện tại em vẫn chưa thành công, chưa giàu có được. Ủa tại sao vậy chị? Thì tại vì em ghét người giàu, em không thích người giàu đó. Em ghét người giàu, người ta càng giàu em càng ghét, có nghĩa là em đố kỵ đó, em đố kỵ đó. Như vậy thì em không thể nào trở thành cái người em ghét được đâu. Đó, còn cái nguyên nhân tại vì sao mà này có cái việc là người người ta không giúp đỡ gia đình thì nó cũng có nguyên nhân, chứ không phải khi không mà nó như vậy, đúng không? Đó, nhưng mà vì cái nguyên nhân gì thì khi mà em đã ghét cái người đó thì chắc chắn em sẽ không thể nào trở thành cái người đó được, mà cái người đó là đại diện cho cái người giàu đó, đại diện cho cái người giàu đó, cho nên là em không thể nào đâu. Cho nên bây giờ đó là em muốn giống như cái người nào thì em hãy ngưỡng mộ người đó. Cho nên là nếu như em ghét thì em sẽ không trở thành cái người đó được, bởi vì bên trong tiềm thức của em nó có cái điều đó. Và nó dẫn đến cái kết quả là tại sao mà em không may mắn, em luôn luôn không may mắn đó, luôn không may mắn như những người thành công. Em nói là: ủa tại sao cái ông đó đó, tôi không ưa ổng, nhưng mà tại sao ông đó ổng lại thành công như vậy, ông ấy luôn may mắn như vậy đó? Bởi vì ông ấy là người luôn ngưỡng mộ những người thành công, ngưỡng mộ những người giàu có đó, những người phát đạt, những người thành đạt hơn ông ấy. Ông ấy không đố kỵ mà ông ấy luôn tích cực, ông ấy ngưỡng mộ đó. Như vậy đó anh chị ha. Cho nên ở đây á, chúng ta lúc hồi nãy đã đọc cho anh chị nghe rồi, tại sao Đức Phật có một cái câu là ý dẫn đầu, là ý dẫn đầu các pháp đó, ý làm chủ, ý tạo đó anh chị. Đó là suy nghĩ của chúng ta nó tạo nên cái kết quả của chúng ta đó. Đó, suy nghĩ của chúng ta nó tạo nên cái kết quả của chúng ta. Vì vậy nếu như bây giờ mà anh chị em chúng ta mà muốn thành công nè và giàu có, buộc lòng chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ của mình mà thôi. Đó, đầu tiên là chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ đó. Đó, hãy tìm tòi, hãy học hỏi, hãy nghiên cứu. Đó, ví dụ những người xung quanh của anh chị đó, họ 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 có tiền, hay là họ mang cái giá trị đến cho người khác, hay là họ ức hiếp những người khác đó, thì nếu như anh chị thấy rằng những người xung quanh của anh chị họ ức hiếp người khác nè, họ ức hiếp người khác, họ không giúp đỡ người khác, họ có tiền đó, nhưng mà như vậy thì mình khoan hãy phán xét anh chị, mình khoan hãy phán xét, mà mình hãy đọc những cái quyển sách của những người thành công, những tỷ phú, những đa triệu phú trên thế giới đó. Anh chị hãy nghiên cứu về họ nhiều hơn, để sao, để mình coi coi có tỷ phú nào, coi tỷ phú nào tốt, có tỷ phú nào tốt không, có tỷ phú nào đẹp không đó. Anh chị hãy nghiên cứu về họ đó, thì khi mà anh chị nghiên cứu thì anh chị sẽ thấy, anh chị ha. Đó, hoặc là ở ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta hãy tìm hiểu về những cái gương mặt mà nhắc đến là ai cũng biết nè, ví dụ như là chị Thảo Phì Xép nè đó, hay là bác Đặng Lê Nguyên Vũ nè, hay bác Phạm Nhật Vượng nè, vân vân đó. Họ là những người thành công và giàu có đó, hoặc là những tỷ phú trên thế giới, xem những người này họ có tốt hay không đó. Cái số lượng người giàu mà xấu anh chị, họ làm những cái việc xấu để họ giàu á, nó rất là ít, nó có chứ không phải không có, nhưng mà nó ít anh chị đó. Đó, mà chưa chắc gì mà họ 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 xấu nha anh chị. Đó, chưa chắc gì họ xấu, bởi vì sao? Nó xấu là nó xấu ở cái góc nhìn của cái người đó. Đó, ví dụ như cái bạn mà bạn trong nhóm học tập nãy chia sẻ đó. Đó, cái góc nhìn của bạn ấy là do là bạn ấy không được sự giúp đỡ hỗ trợ thì bạn ấy nghĩ là cái người giàu đó người ta xấu thôi. Đó, chứ người ta không giúp đỡ những lúc ngặt ngặt nghèo thì là xấu thôi. Đó, như vậy thì chưa hẳn là người ta là người xấu hoàn toàn, đúng không ạ? Cái gì nó cũng có lý do cả đó anh chị nhé. Cho nên á, ở đây á, rất nhiều người anh chị
rất nhiều người, rất nhiều những anh chị trong nhóm học tập đã chia sẻ với Yến rằng là em á là lúc trước á là cả gia đình em nói rằng em là một người tốt, bởi vì sao? Em làm được bao nhiêu tiền là em đem về em lo hết cho gia đình, em cho hết, em đưa hết cho mẹ, em đưa hết cho anh chị em để em lo cho gia đình, em không có nghĩ gì cho riêng em cả. Thì cả nhà nghĩ là em là người tốt. Nhưng mà đến khi mà em bắt đầu em hiểu biết, em suy nghĩ là bây giờ nếu như mà mình làm như vậy hoài thì người ta sẽ không chịu trách nhiệm, người ta không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ, và mình cũng đâu thể nào, cái sức của mình đâu thể nào mình lo hoài được, đúng không? Sức của mình đâu thể nào lo hoài được. Và như vậy thì em bắt đầu là em chỉ giúp đỡ những trường hợp cần giúp mà thôi, cần giúp, thật sự cần giúp là mình giúp, nhưng mà giúp chỉ một lần hai lần rồi họ cũng phải có cái, họ phải tìm những cái công việc để họ tự lo cho bản thân họ, họ chịu trách nhiệm với bản thân họ. Thì như vậy thì họ đâm ra họ họ nói rằng là em không còn là người tốt nữa, họ đâm ra họ nói rằng là em là người không tốt đó. Thì trước đó cũng là em thôi, cũng là em thôi đó, nhưng mà trước đó thì họ lại nói là em là người tốt, bây giờ thì em lại là người chưa tốt, đúng không anh chị? Như vậy đó, như vậy thì nó chỉ là cái góc nhìn thôi, góc nhìn thôi, và mọi việc nó đều có lý do cả đó, đều có lý do cả, chứ không có phải là khi không mà nó có chuyện đó. Mà quan trọng vẫn là mỗi một người sẽ tự chịu trách nhiệm cho bản thân của mình anh chị ha, tự chịu trách nhiệm cho bản thân của mình, ai cũng vậy anh chị đó. Bây giờ mà nếu như mà mình chọn cái cách là mình là cái thân tầm gửi thì sao anh chị, mình đâu có muốn phát triển, đâu có muốn phấn đấu gì đâu, đúng không? Đó, bây giờ thì tôi cần tôi hô là có anh hay chị gì đó đưa tiền cho tôi để tôi tiêu xài thì tôi đâu có cần phải suy nghĩ tôi cần tìm một cái công việc hay tôi cần phải phát triển bản thân gì đâu, đúng không? Đó, như vậy thì chưa chắc, chưa hẳn là tốt đối với người đó đâu anh chị. Bởi vì sao? Cái trạng thái mà không phát triển đó là cái trạng thái thụt lùi, cái trạng thái thụt lùi và cái trạng thái lụi tàn đó. Cho nên là vô tình nhiều khi mà chúng ta thương người khác mà thương đúng không đúng cách đó, là bản thân chúng ta vô tình lại làm một cái việc không đúng, đúng không? Làm cho họ là chặn cái con đường phát triển của họ, làm cho con đường phát triển của họ không có phát triển lên được. Thì chính chúng ta đôi khi chúng ta lại gieo một cái nhân không tốt mà chúng ta không biết đó, anh chị ha. Và cho nên là như vậy thì làm như thế nào để thay đổi cái tư duy của mình thì có một cái quyển sách mà những anh chị em chúng ta cần phải phải học, đó là cái quyển sách. Mà cái quyển sách này á là nó cái quyển sách gối đầu giường của rất nhiều người thành công trên thế giới, cũng như là nó là cái quyển sách gối đầu giường của tất cả những anh chị em thành viên câu lạc bộ doanh nhân Kiến Quốc. Đó là cái quyển sách Bí mật tư duy triệu phú. Bởi vì sao? Đây là một cái quyển sách mà nó giúp cho anh chị em chúng ta có thể nhận biết được đâu là tư duy của người giàu, đâu là tư duy của người chưa giàu anh chị. Anh chị có thể mua quyển sách đó về để mình đọc thêm anh chị ha. Đó, anh chị đọc mà, nhưng mà không phải là mình mua về mình đọc qua một lần là thôi. Không, đọc sách là chúng ta phải nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại nghiền ngẫm, và chúng ta phải ứng dụng được những cái tư duy ở trong sách đó, ứng dụng vào trong cuộc sống của mình đó anh chị ha. Đó, để mình thay đổi, mà mình thay đổi cái tư duy đó. Và trong cái trong những cái chương trình đọc sách vào lúc 5 giờ sáng, vào lúc 8 giờ sáng thì câu lạc bộ luôn luôn có những cái chương trình để hỗ trợ cho anh chị em chúng ta thêm về những cái quyển sách đó để chúng ta phát triển thêm đó anh chị ha. Đó, thì những anh chị trong trong những anh chị leader trong câu lạc bộ đó, sẽ hỗ trợ anh chị phân tích cũng như là ứng dụng trong quá trình đó. Ứng dụng đầu tiên á, những anh chị em trong câu lạc bộ cũng đã được tài Việt Nelson đọc và phân tích rồi, đọc và phân tích rồi, bây giờ ứng dụng nhuần nhuyễn rồi đó, bây giờ đọc đi đọc lại nghiền ngẫm rồi, bây giờ bắt đầu chia sẻ lại anh chị ha, chia sẻ lại. Chứ ngày trước, lúc trước á, ngày trước á là chính đích thân tài Việt là phải đọc sách đó cùng với những anh chị em để phân tích đó anh chị đó. Đó thì Yến cũng như những anh chị em khác cũng phải học thôi, cũng phải học từng từ từ tài Việt, cũng phải học rèn luyện rồi ứng dụng rồi bây giờ mới chia sẻ lại được đó anh chị ha. Bây giờ mình ứng dụng được rồi mình mới chia sẻ lại được đó. Cho nên á, chúng ta hãy học đọc cái quyển sách này để ứng dụng, để biết được đâu là tư duy của người giàu, đâu là tư duy của người chưa giàu đó. Và cái nhiệt kế tâm thức của chúng ta là gì, cái nhiệt kế tài chính của chúng ta là gì đó anh chị. Ứng dụng được tốt
thay đổi được hoàn toàn bản thân mình luôn đó. Và cái nhiệt kế trong tài chính, trong tâm thức á, ý muốn chia sẻ với anh chị nó giống như vậy nè, nó giống như vậy nè anh chị, nó giống như bây giờ anh chị có một cái hộp, anh chị có một cái hộp đó để anh chị đựng tiền, đúng không? Mỗi một người đều có một cái hộp để đựng tiền, và mỗi một người cái hộp đó cái kích thước nó sẽ khác nhau. Ví dụ như một người họ có cái hộp họ đựng được 10 triệu một tháng đó, nhưng mà có bạn á, thì đựng được 20 triệu một tháng, cái hộp nó to hơn một chút. Nhưng mà cũng có người có cái hộp đựng được 100 triệu một tháng đó. Như vậy thì bây giờ nếu như mà anh chị đang có cái hộp đựng được có 10 triệu một tháng thôi, mà bây giờ anh chị kiếm được 100 triệu một tháng, thì theo anh chị cái hộp của anh chị nó có đựng được 100 triệu không? Theo anh chị cái hộp của anh chị đó nó có đựng được 100 triệu không? À được, anh chị comment được, còn chưa được anh chị comment là không được nha. Anh chị comment đi ạ. À. Đúng rồi, chưa được anh chị ha, không được. Bởi sao? Nó sẽ tràn ra. Cái hộp của anh chị chỉ chứa được có 10 triệu thôi. À, chứa được có 10 triệu thôi. Mà bây giờ anh chị kiếm được tới 100, tháng này anh chị kiếm được tới 100, thì anh chị bỏ vào cái hộp đó nó sẽ tràn ra, nó tràn ra ngoài đúng không? Nó tràn ra ngoài. Và cái việc của anh chị là bây giờ muốn đựng được, à, muốn đựng được là 100 thì anh chị phải mở rộng cái hộp đó luôn, đúng không? Anh chị phải mở rộng cái hộp đó ra. Đó, mở rộng cái hộp đó ra thì anh chị mới mới có thể đựng được. Mà mở rộng cái hộp đó ra là anh chị phải phát triển cái tư duy của mình lên, đúng không? Phát triển cái tư duy của mình lên, nâng cái tư duy của mình lên thì anh chị mới mở rộng cái hộp thịnh vượng đó ra được. Cái hộp thịnh vượng đó là cái hộp, là nó là cái nhiệt kế tài chính của anh chị đó, cái nhiệt kế tài chính của anh chị đó đó anh chị ha. Cho nên á, ở đây nếu như mà cái hộp thịnh vượng của anh chị mà nó chứa được ít quá, nhỏ quá thì phải phát triển để mở rộng cái hộp thịnh vượng đó anh chị ha. Đó, cho nên á, nếu như bạn muốn thành công thì bạn phải thay đổi hoàn toàn cái ý nghĩ bên trong của chúng ta. Bạn phải có tư duy của người giàu, suy nghĩ của người giàu, và bạn phải có cái hạt giống của người giàu. Và bạn ngưỡng mộ những người thành công và giàu có thì bạn mới trở nên thành công và giàu có được. Đó, cho nên á, khi mà chúng ta thay đổi tư duy, đầu tiên muốn thay đổi thì chúng ta phải thay đổi tư duy trước. Đó, anh chị ha, muốn thay đổi, muốn thành công thì mình phải thay đổi cái gốc rễ. Mà cái gốc rễ đó là gì? Là cái tư duy, là cái suy nghĩ, là cái nhận thức của mình đó. Đó, anh chị ha. Mà đây là một cái quá trình mà chúng ta cần phải phải lọc. Đó, nó giống như á, là cái việc là chúng ta, bản thân chúng ta đang trước giờ chúng ta sống trong một cái môi trường, hoặc là có những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm mà ở trong tiềm thức của chúng ta, nó giống như cái nguồn nước bị ô nhiễm. Mà cái nguồn nước bị ô nhiễm đã, nếu như mà đối với cái bạn mà 17, 18 tuổi á, thì cái à, những cái tư duy, những cái tiềm thức bên trong á, thì nó giống như cái nước bị ô nhiễm nhẹ thôi. Còn đối với giống như là đối với những người à, 50 tuổi, à, 40 mấy 50 tuổi thì sao? Cái nguồn nước này nó đã bị nhiễm quá lâu rồi, đúng không? Nó bị ô nhiễm quá lâu rồi. Thì bây giờ muốn lọc thì chúng ta cũng phải có cái gì? Chúng ta phải có cái dàn lọc, đúng không? Nó qua nhiều tầng, nhiều lớp. Ví dụ như sỏi nè, rồi cát nè, đó, rồi đến than nè, đó. Như vậy thì nước từ từ nó mới trong được. Nó qua nhiều cái màng lọc thì nó mới trong được. Thì tư duy của anh chị nó cũng giống như vậy. Tư duy của anh chị nó đã ở trong cái môi trường, đầu tiên chúng ta đã ở trong cái môi trường chưa được tích cực, nó quá lâu rồi, thì bây giờ anh chị phải thanh lọc nó giống như vậy, từ từ nó lọc, nó thấm đó. Và ở đây anh chị thấy rằng tiếp xúc với những cái suy nghĩ, những cái điều mà nó chưa được tích cực thì nó dễ lắm anh chị. Tiếp nhận những cái gì mà nó chưa được tích cực thì nó dễ lắm. Thì bởi vì sao? Nó được mệnh danh giống như anh chị đang đi xuống vậy đó. Anh chị đang đi xuống núi hay anh chị đang xuống dốc thì nó rất là nhanh và nó rất là dễ. Nhưng mà những tiếp cận với học tập những cái điều mà tích cực, những cái điều tốt á, thì nó giống như là bạn đang đi leo lên dốc. Bạn leo lên dốc như vậy thì nó chưa dễ, đúng không? Nó chậm mà nó chưa dễ nữa. Vì vậy
hãy kiên nhẫn với nó anh chị ha, hãy kiên nhẫn với nó đó. Một cái thói quen xấu thì bạn bạn có được một cái thói quen xấu, bạn hình thành một thói quen xấu nó rất dễ, nó rất dễ như là bạn đang đi xuống dốc đó. Còn nếu như mà để hình thành một cái thói quen tốt thì cần phải có thời gian, đúng không, cần phải có thời gian đó. Cho nên á, ở đây là Bác Hồ có một cái câu là gạo trắng là nhờ phải giã, đúng không anh chị đó, gạo đem vào giã bao đau đớn thì gạo trắng phải giã, và người tốt thì phải nhờ rèn luyện những thói quen tốt đó. Bản thân chúng ta muốn trở thành một người thành công thì chúng ta phải rèn luyện cho được những cái thói quen của người thành công, mà những thói quen đó không thể nào mà chỉ một ngày hai ngày có được đâu, là chúng ta phải rèn luyện mỗi ngày, kiên trì rèn luyện mỗi ngày đó anh chị ha đó. Và ở đây thiện ác nó không phải là tính sẵn mà đa phần là do giáo dục mình nên đó. Cho nên chúng ta biết rằng cái việc chúng ta cần phải thay đổi một cái thói quen tốt, một cái tư duy tốt, một niềm tin tốt, nó là điều không dễ dàng, nhưng mà chúng ta làm được không? Được, nếu như chúng ta có cái sự quyết tâm, chúng ta có cái sự kỷ luật là chúng ta làm được, đúng không? Đó, bây giờ mà tập một cái thói quen xấu nó dễ hơn là rèn luyện một cái thói quen tốt, đúng không anh chị? Biết là như vậy rồi, một cái môi trường xấu tiếp cận đến với một cái môi trường xấu, hòa vào nó dễ, nó rất dễ, và ở bên ngoài kia rất nhiều đầy dẫy, cho nên là đầy những cái điều xấu. Cho nên chúng ta phải có suy nghĩ và nhận thức để chúng ta biết được rằng là mình cần phải làm gì, mình cần phải rèn luyện và não bộ của mình đó anh chị ha, rèn luyện để thay đổi cái tư duy và não bộ của anh chị đó. Đó, đó là cái quyển sách thứ nhất, cái quyển sách nền tảng cơ bản để giúp anh chị phân biệt được đâu là tư duy của người thành công, đâu là tư duy của người chưa thành công đó. Chứ không phải là chúng ta đọc nhiều sách mà chúng ta có thể thành công được đâu anh chị. Không, đọc phải đúng sách. À, không cần đọc nhiều, đọc đúng sách và đọc lặp đi lặp lại, đọc nhuần nhuyễn nghiền ngẫm nó đó anh chị. Đó là cái cách đọc sách tư duy mà Bài Việt Nam Sinh đã chia sẻ, đã dạy cho những anh chị em trong câu lạc bộ đó anh chị. Đó anh chị ha. Đó, chứ không phải là chúng ta đọc sách nào chúng ta cũng đọc. À, đọc tùm lum hết, sách nào cũng đọc hết thì cuối cùng là những cái chính những cái kiến thức mà trong những cái quyển sách đó đó anh chị. Bởi vì sao? Mỗi một người có một cái góc nhìn mà. Không ai đúng cũng không ai sai, đúng không anh chị? Không ai đúng cũng không ai sai, mà quan trọng là bạn muốn cái kết quả nào, bạn muốn kết quả nào. Ví dụ như bây giờ bạn đọc những cái quyển sách mà ví dụ như là tiểu thuyết ngôn tình đi, những ví dụ như vậy đi, tiểu thuyết ngôn tình đi, thì để giúp bạn làm gì? Bạn giải trí, giúp bạn giải trí, giúp bạn là sử dụng hết cái thời gian dư của bạn, sử dụng thời gian rảnh rỗi của bạn. Nhưng mà cuối cùng nó có giúp cho bạn thành công được không? Không. Đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ như bạn đọc cái sách là tư duy của những người thành công đi, thì cho dù bạn bạn ứng dụng, bạn học, bạn đọc, bạn thấy được có 10 tư duy, nhưng mà bạn ứng dụng được có 2 tư duy thôi, nhưng mà bạn vẫn ứng dụng được, đúng không? Bạn vẫn ứng dụng được 2 tư duy, mà bạn cái suy nghĩ của bạn đang hướng bạn đến những cái suy nghĩ của người thành công. Bạn thấy người ta thành công, bạn học những cái tư duy đó, à người thành công họ học như vậy nè đó, thì mình cũng muốn như vậy. Thì cái kết quả quan trọng là cái kết quả của bạn, chứ không ai đúng không ai sai cả anh chị nha, không ai đúng không ai sai đó. Và chính những cái kiến thức mà trong những cái quyển sách mà nó làm cho bạn bị rối đúng đúng không đó, những cái quyển sách mà người ta viết á, thì bạn không tập trung được bạn sẽ bị rối. À, bởi vì sao? Có loại sách á, là của người thành công viết, nhưng mà có những người không thành công họ vẫn viết sách nha chị, họ không thành công họ vẫn viết sách. Nhưng mà nếu chúng ta chọn những cái quyển sách của những người không thành công thì cái kết quả của chúng ta là gì? Là chúng ta học theo đó thì chúng ta cũng không thành công được đó. Quan trọng là kết quả bạn, kết quả bạn muốn thôi, bạn muốn có kết quả gì mà thôi, đúng không? Đó. Cho nên á là bây giờ ngày trước á, thì muốn viết một cuốn sách, muốn xuất bản một cuốn sách thì không dễ, nhưng mà bây giờ thì nó dễ lắm anh chị, nó dễ lắm. Cho nên á là như vậy chúng ta học được cái gì ở đây? Người ta viết sách, người ta xuất bản sách dễ dàng, thì việc của chúng ta lựa chọn sách là không dễ, đúng không? Chúng ta hiểu được điều đó và chúng ta tâm niệm một điều là chúng ta phải lựa chọn đúng anh chị ha. Và ở khi mà anh chị đồng hành với câu lạc bộ, anh chị không cần phải đọc nhiều sách đâu,
không cần phải đọc nhiều sách đâu, anh chị chỉ cần đọc những cái quyển sách mà câu lạc bộ khuyến khuyến khích anh chị đọc đó, đọc nhuần nhuyễn, đọc đi đọc lại, rèn rèn giũa, nghiền ngẫm nó để ứng dụng nó anh chị đó, anh chị ha đó, thì cuộc sống của chúng ta cũng đã thay đổi một cách ngoạn mục rồi anh chị nha. Đó thì đó là cái đầu tiên, cái gốc đầu tiên của tam giác, đó là tư duy đó anh chị ha. Rồi cái gốc thứ hai đó là gì, là công cụ. Công cụ ở đây nó không phải là công cụ bán hàng, cũng không phải là cái công cụ để diễn thuyết, không phải là bất cứ một cái công cụ gì cả, mà nó chính là cái công cụ đó là sức mạnh tiềm thức anh chị. Sức mạnh tiềm thức của anh chị, sức mạnh tiềm thức anh chị đó là gì, là cái con người phi thường, cái con người thứ hai, con người bên trong của anh chị đó. Đó ai cũng có cái con người phi thường này cả đó, mà cái con người này nó có cái sức mạnh vô cùng lớn, nhưng mà nó được điều khiển bởi cái tư duy, cái ý thức của anh chị. Cho nên á, là cái sức mạnh này anh chị chỉ sử dụng được nó khi anh chị có tư duy đó. Và cái quyển sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy á, nó đã có mặt trên thế giới năm 1963 rồi, nhưng mà đến tận năm 2013 nó mới có mặt ở Việt Nam đó. Bởi vì sao anh chị, đây là một trong những bí mật của nhân loại đó. Trong cái quyển sách này á, nó nói hết tất cả các quy luật về vũ trụ. Nếu như bạn đọc và bạn hiểu được thì nó cũng giống như là trong cái câu mà kinh Pháp Cú hồi nãy chia sẻ với anh chị đó đó anh chị ha. Nếu với cái ý ô nhiễm nói lên hay hành động, đó là cách bạn đang giao tiếp với chính tiềm thức của bạn đó, giao tiếp với tiềm thức, giao tiếp với cái con người phi thường bên trong của bạn đó. Và khi mà bạn nói lên hay bạn hành động tiêu cực thì tiềm thức của bạn nó cũng sẽ lưu trữ cái điều đó đó, nó lưu trữ điều đó. Bởi vì sao, nó không có nhận diện, nó không biết được đâu, không biết được cái điều này tốt hay không tốt cho bạn. Mà hãy bạn nói nhiều, bạn hành động, bạn nói nhiều về tiêu cực, bạn hành động, bạn nói nhiều về đó thì tiềm thức bạn lưu trữ lại đó, và nó sẽ kết nối những cái nguồn lực để thực thi đúng những cái lời nói và hành động mà bạn nói ra đó anh chị ha. Cho nên á, có nghĩa rằng là với cái công cụ sức mạnh tiềm thức này, nếu như bạn tin bạn là người chưa giàu, bạn tin bạn là người tiêu cực, bạn tin bạn là người không thành công, mà bạn đón nhận những cái thông tin đó mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, thì tiềm thức của bạn nó cũng sẽ thu hút, nó sẽ hấp dẫn về phía bạn những cái nguồn lực, những cái nguồn lực không tốt đó, những cái nguồn lực không tốt anh chị ha đó. Và cái kiến thức mà đi sâu về kiến thức về sức mạnh tiềm thức á, thì ngày ngày trong những ngày sau Yến sẽ nói rõ hơn với anh chị ha, sẽ nói rõ hơn với anh chị, và để sẽ hướng dẫn anh chị các cái cách để anh chị giao tiếp với tiềm thức đó, anh chị giao tiếp như thế nào để cho mình cái kết quả anh chị ha, cho kết quả tốt đó, để anh chị chúng ta ứng dụng nó một cách hiệu quả nhất đó. Và ở đây thì Yến chia sẻ với anh chị sơ thôi, sơ thôi, thì tìm sức mạnh tiềm thức nó là một bộ môn khoa học, một bộ môn khoa học, chứ nó không phải là một cái gì đó mê tín dị đoan hay là một cái hội thánh đức chúa trời, không phải anh chị đó. Cho nên á, là khi mà anh chị không làm việc đó, ở đây á, là khi chúng ta học để chúng ta hiểu được những cái quy luật của vũ trụ đó, và cái những cái gì nó kiểm soát cái suy nghĩ của anh chị đó anh chị ha, chứ không có phải là thao túng anh chị, xúi anh chị là anh chị giờ anh chị đừng có nên làm công việc kinh doanh này nữa, mà anh chị hãy về nhà anh chị hãy phá cái này, anh chị phá cái kia, không có anh chị nha, không có nha. Ở đây á, là một sức mạnh tiềm thức, là một bộ môn khoa học để nó giúp cho chúng ta sử dụng được cái nguồn năng lượng vô hạn bên trong của mình đó, sử dụng được cái nguồn năng lượng vô hạn bên trong đó. Và nó thông qua cái gì đó, thông qua cái công cụ mà chúng ta thường hay nghe nhắc đến anh chị, thông qua công cụ đó là NLP đó anh chị ha, mà cụ thể là thôi miên đó, thôi miên để cài đặt cho anh chị cái bộ tư duy anh chị ha đó. Bây giờ anh chị có được, anh chị anh chị có được cái bộ tư duy rồi, bộ tư duy của người thành công rồi, bây giờ làm thế nào để cài đặt nó vào trong tiềm thức của mình đó, thì Yến sẽ những ngày sau Yến sẽ hỗ trợ anh chị, chia sẻ với anh chị ha đó, cài đặt bằng cái công cụ thôi miên đó đó anh chị ha. Đó là cái công cụ. Ở đây chúng ta không được hiểu nhầm nha, không được hiểu nhầm gì, là có nhiều người họ nói rằng ồ tôi biết về sức mạnh tiềm thức rồi, tôi biết về luật hấp dẫn rồi, tôi không cần làm gì hết, tôi chỉ cần tôi hình dung tưởng tượng, tôi nghĩ đến nó thôi là tôi có được cái khối tài sản rồi, tôi không cần làm gì cả. Điều này là không đúng anh chị nha, điều này là không đúng, đó là suy nghĩ chưa đúng anh chị nha. À,
Và ở đây tiềm thức hay là luật hấp dẫn nó chỉ là cái công cụ để anh chị đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn mà thôi. Đó. Nó kết nối nguồn lực để anh chị đạt được mục tiêu của mình dễ dàng, nhẹ nhàng, chứ nó không có làm thay cho anh chị. Không phải là có tiềm thức, ứng dụng tiềm thức, luật hấp dẫn, cái tiền, một cục tiền nó rơi trước trước cửa nhà mình hay là nó rơi trúng đầu mình, không có anh chị nha, không có. Nhưng mà có nhiều người suy nghĩ như vậy đó, có nhiều người suy nghĩ như vậy anh chị. À, anh chị ha. À, cho nên là chúng ta phải hiểu đúng nha anh chị nha, chứ hiểu là phải hiểu đúng, không được hiểu nhầm nha. À, hiểu nhầm rất nguy hiểm nha. À, rồi đó là cái góc tam giác thứ hai. Rồi cái góc tam giác thứ ba mà chúng ta cần phải có đó chính là kỹ năng. Kỹ năng ở đây là gì? Kỹ năng đó chính là chúng ta cần phải nhắc đến một cái kỹ năng vô cùng quan trọng, đó là kỹ năng quản lý dòng tiền. Đó là một trong những cái điều vô cùng quan trọng để giúp cho anh chị em chúng ta thành công và giàu có. Đa số những người mà họ chưa thành công được là do họ thiếu cái kỹ năng này, họ thiếu cái kỹ năng quản lý dòng tiền. Có những người họ làm cái dòng tiền của họ rất nhiều nhưng mà họ không quản lý được, họ không quản lý được. Quản lý cái dòng tiền ở đây không phải là đem tiền bỏ vô tủ cấp, không phải là đem tiền bỏ vô tủ cấp, mà là mình quản lý nó ra để cho giúp cho nó sinh sôi nảy nở nè. Đó, rồi giúp cho gì? Giúp cho chúng ta có được, chúng ta hiểu biết về cái những cái tư duy về tiền, rồi những cái cách để chúng ta có thể quản lý được nó anh chị nha. Đó, quản lý, bảo vệ. Chúng ta có tư duy đúng về tiền thì chúng ta sẽ bảo vệ được tiền của mình. Đó, bảo vệ được tiền của mình để tránh rơi vào những cái bẫy, những cái cạm bẫy mà chúng ta khiến chúng ta mất tiền. Đó anh chị nha, chứ không phải là đem tiền bỏ vô tủ cấp. Đồng tiền mà bỏ vô tủ cất đó là đồng tiền chết. Còn trí tuệ mà có mà không có chia sẻ, không giúp đỡ cho người khác, cũng là không ứng dụng được, thì đó cũng là trí tuệ chết. Đó, như vậy anh chị. Đó. Và muốn thay đổi cuộc sống của mình thì bạn phải biết, bạn phải có được cái khả năng quản lý được cái chi tiêu, quản lý được cái thu nhập mà bạn kiếm được anh chị ha. Không cần biết bạn kiếm được một tháng bao nhiêu tiền. Thậm chí có người anh chị họ nói rằng bây giờ hiện giờ tôi đang bị âm, tài chính tôi đang bị âm, thì vậy thì tôi sẽ quản lý theo kiểu gì đây? Đó, như vậy thì trong trong một cái quyển sách thì Yến đã đọc được một cái đoạn là nếu như bạn bây giờ bạn không có, bạn bị âm, bạn không có, thì bạn hãy đi vay 1 đồng, bạn hãy đi vay 1 đô để bạn quản lý 1 đô đó đi. Bạn vay 1 đô và bạn quản lý 1 đô đó để chi? Tạo thành cái thói quen, tạo thành cái thói quen để bạn học được cái kỹ năng đó. Đó anh chị ha. Đó, một người mà họ đi làm họ kiếm được 10 triệu một tháng thôi, nhưng mà sau 1 năm 2 năm họ, nếu họ biết cách quản lý tiền, họ cũng có tích lũy được một cái khối tài sản. Đó, còn đó nó nằm ở cái việc là khả năng quản lý cái dòng tiền và sử dụng tiền một cách khôn ngoan. Đó anh chị ha, sử dụng tiền một cách khôn ngoan. Thì ở đây cái quyển sách thứ ba mà ý muốn chia sẻ với anh chị đó là quyển sách Người giàu có nhất thành Babylon. Đây là cái quyển sách gối đầu giường của rất là nhiều người thành công, mà nhất là tỷ phú Tony Robbins anh chị ha. Đó, Anthony Robbins, và ông ấy cái thời mà ông ấy chưa có cái gì cả, cái thời mà ông ấy còn phải ngủ ở dưới gầm cầu đó, ông ấy chưa có biết cái gì hết, ông ấy chưa có thành công gì hết. Và cái kỹ năng quản lý dòng tiền này là ông ấy đã ông ấy có cái quyển sách này, ông ấy ứng dụng, ông ấy gối đầu giường đó, và ông ấy học, ông ấy ứng dụng nhuần nhuyễn. Và cái quyển sách này hiện tại câu lạc bộ đang phân tích đọc và phải được doanh nhân Hưng Phan đọc và phân tích vào lúc 5 giờ sáng anh chị nha. Đó, anh chị em nào mà muốn tìm hiểu đọc để ứng dụng cái quyển sách này vô cùng tuyệt vời thì hãy tham gia vào trong chương trình Zoom sáng anh chị nha, bắt đầu lúc 5 giờ đó anh chị nha. Đó, và như vậy thì ở đây đó, giống như là ở đây anh chị, mỗi một người thành công họ đều có một cái quyển sách gối đầu giường đó, giống như là bác Phạm Nhật Vượng thì bác ấy có cái quyển sách là Từ tốt đến vĩ đại đó, nhưng mà tỷ phú Tony Robbins ông ấy sử dụng cái quyển sách này Người giàu có nhất thành Babylon để quản lý dòng tiền của mình đó anh chị ha. Đó thì đây là cái bộ ba tam giác, bộ ba tam giác thành công mà anh chị muốn thành công anh chị cần phải có. Yến chia sẻ ở đây không phải là để Yến bán sách, không phải như vậy, mà là với ba cái quyển sách này nó giống như cái ba cái quyển sách mà thay đổi cuộc đời anh chị, ba cái quyển sách thay đổi cuộc đời đó.
Cho nên á, ở đây câu lạc bộ luôn luôn đọc và chia sẻ cái bộ công thức và phân tích những cái quyển sách này đó. Anh chị đọc một mình nó chưa dễ hiểu đâu, đọc một mình chưa dễ hiểu. Anh chị biết rằng là cái quyển sách mà Người Giàu Có Nhất Thành Babylon nó mỏng như vậy thôi, nó mỏng thôi anh chị, trong đó nó là những cái câu chuyện đó, nó rất là thú vị. Nhưng mà khi mà anh chị đọc một mình nó khác, mà anh chị đọc cùng với những anh chị trong câu lạc bộ, được phân tích, được chia sẻ cái cách ứng dụng như thế nào đó. Cái chỗ này người ta vướng phải như vậy, mình cần phải né ra làm sao đó, mà đọc lướt qua không thấy anh chị. Ngày trước Yến đọc lướt qua Yến cũng không thấy nữa, nhưng mà từ khi Yến đọc cùng với Tài Phiệt Nam Sinh, cùng với những anh chị trong câu lạc bộ, thì Yến nhận ra được là có nhiều cái góc nhìn, nhiều cái góc nhìn từ trong cái quyển sách đó đó. Và ở đây khi mà có nhiều người họ nói rằng là ôi cái quyển sách này đó, hả, tôi nghe nhiều rồi, tôi đọc nhiều rồi, trên mạng nhắc tới nhiều lắm rồi đó, thì khi mà những người đó thì họ họ được họ họ nói cái câu đó là tôi biết rồi, cái quyển sách này tôi biết lâu rồi à, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là như vậy thì chị đã ứng dụng được cái quyển sách này, chị đã có được cái khối tài sản là bao nhiêu đó anh chị ha. Những cái câu hỏi đó, khi chúng ta đặt những câu hỏi đó ra đó, ngày trước Yến cũng cũng đọc đó, cũng trước khi biết đến Yến cũng mua những cái quyển sách đó về đọc, nhưng mà đọc không có hiểu, đọc không hiểu thì không ứng dụng được đúng không. Nhưng mà từ khi mà Yến gặp được người thầy của mình đó, là Yến đọc và Yến nghiền ngẫm những cái tư duy đó và Yến ứng dụng được vào trong cuộc sống của mình đó, ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Và lúc mà Yến biết đó, thì lúc đó là Yến cũng đã đọc qua nhiều lần rồi, nhưng mà Yến không bao giờ đọc với cái gì, cái tâm thế là gì, tôi biết rồi. Không, cái khi mà anh chị đọc với tâm thế là tôi biết rồi là có gì, có nghĩa là sao? Có nghĩa là bên trong của anh chị là một ly nước đầy, mà một ly nước đầy thì theo anh chị có rót thêm được cái nước gì vô nữa không? Không. Khi mà anh chị nói là tôi biết rồi, tôi nghe nhiều rồi, đó, cái này tôi nghe lâu lắm rồi, thì não của anh chị nó đóng lại hoàn toàn luôn, nó đóng lại hoàn toàn luôn và nó không tiếp nạp bất cứ một cái kiến thức nào. Cho nên đây cũng là một cái bí kíp anh chị, đây cũng là một cái bí kíp. Lý do vì sao mà cứ mỗi lần mà bắt đầu cái chương trình thì doanh nhân Hân Phan hay là tất cả những doanh nhân trong câu lạc bộ thường xuyên chia sẻ anh chị, nếu dù anh chị đã biết nó rồi, anh chị đã đọc nó rồi, thì anh chị hãy đổ cái ly nước đó ra, đổ cái ly nước đó ra để anh chị làm một cái ly trống để anh chị nhận được nhiều nước nhất, nhận được nhiều nước nhất. Và đó chính là cái bí kíp để thành công đó, cái bí kíp để thành công anh chị ha. Cái bí kíp này không có dễ dàng để mà nhận ra đâu anh chị đó, hoặc là cho dù có nhận ra nhưng mà không dễ để mà một người rồi cái ly nước của tôi nó đầy như vậy, tôi biết rồi, bây giờ khi tôi đổ ra nữa tôi tiếc lắm đó anh chị, không dễ dàng nha đó. Nhưng mà nếu như anh chị làm được thì anh chị chắc chắn thành công đó. Và cái bí kíp này á, là nó là có 4 bước anh chị, có 4 bước anh chị ha đó. Bước thứ nhất là anh chị hãy đọc cái quyển sách Người Giàu Có Nhất Thành Babylon đó, rồi để mình biết được cái tư duy về tiền, cách quản lý dòng tiền đó, quản lý làm như thế nào để tiền bạc nó sinh sôi, để tiết kiệm, để chúng ta có được kế hoạch chi tiêu cho hợp lý đó. Rồi bước thứ hai là sức mạnh tiềm thức đó, đọc về quyển Sức Mạnh Tiềm Thức để ứng dụng anh chị ha đó. Và nếu như anh chị chưa có ứng dụng được thì anh chị hãy join vào cái môi trường câu lạc bộ có những cái buổi Zoom đọc sách đó, join vào nha đó. Bước thứ ba là đọc cái quyển Bí Mật Tư Duy Triệu Phú đó, và đây chính là cái con đường để anh chị chinh phục cái mốc triệu đô đó, chinh phục cái mốc triệu đô. Từ lúc mà anh chị chưa có gì hay là anh chị có một cái số tiền thu nhập nhỏ mà anh chị chinh phục được cái cột mốc triệu đô, đó mới là cái cột mốc quan trọng. Chứ từ mà cái cột mốc triệu đô rồi thì tiến lên đến nhiều hơn là nó dễ anh chị, nó dễ. Nó cũng giống như là khi phóng một cái chiếc tên lửa, thì cái nhiên liệu mà để mà cái tên lửa nó bay lên á, nó bay lên á, thì nó cái nhiên liệu của nó cần nó bằng với, nó còn nhiều hơn cái nhiên liệu mà cái lúc mà cái tên lửa nó đã lên đến cái tầm cao rồi đó anh chị ha. Lên đến cái tầm cao rồi thì nó cần không có nhiều nhiên liệu, mà cái quan trọng là lúc nó bay lên đó anh chị ha. Cho nên á, để cái con đường anh chị chinh phục cái cột mốc đầu tiên đó đó, là anh chị cần phải rèn luyện, anh chị rèn luyện mỗi ngày, anh chị học tập rèn luyện mỗi ngày để anh chị đạt được cái điều đó đó anh chị ha. Và khi anh chị ứng dụng liên tục mỗi ngày như vậy thì tự nhiên may mắn nó đến nè, cơ hội nó đến nè đó đó. Và khi
mà anh chị đã thấy được những cái người họ đi trước á, hả, họ đi trước đó, họ đạt được cái kết quả đó rồi, thì anh chị có thêm gì, có thêm niềm tin, có thêm cái nguồn cảm hứng đó anh chị ha. Đó là ba cái bước. Rồi bước thứ tư là gì? Bước thứ tư là anh chị hãy ghi chép cái chuỗi live stream. Ghi chép chuỗi live stream thì tại sao lại phải ghi chép đó? Ở đây là khi mà anh chị học cùng với Tài Việt Nam Sơn vào cái chương trình 20 giờ, anh chị nghe nó rất là hay, nghe nó rất là năng lượng luôn, rất là thích, rất là vui luôn. Nhưng mà học xong rồi ngày mai hỏi lại, chắc chắn anh chị không nhớ gì đó, không nhớ gì. Nhưng mà anh chị, nếu như mà anh chị thực hiện thêm cái bước thứ tư này, là anh chị ghi chép mỗi ngày, anh chị sẽ nhóm trưởng của anh chị xin anh nhóm trưởng của anh chị cái chuỗi like video đó, anh chị ngồi anh chị ghi chép lại từng câu từng chữ. Lúc đó là cái lúc anh chị đang toàn tâm toàn ý, anh chị tập trung toàn bộ tâm thức của anh chị để anh chị ghi chép, để cài đặt những cái tư duy đó, những cái tư duy. Bởi vì sao? Cái kiến thức mà Tài Việt Nam Sinh chia sẻ đó là gì? Là những cái kiến thức mà Tài Việt đã dùng rất nhiều tiền để đi học từ những người thành công trên thế giới đó anh chị ha. Rồi kết hợp với việc là học từ những quyển sách nữa, từ những quyển sách mà do những tỷ phú, những triệu phú họ viết đó, và học rồi gì nữa, đã Tài Việt Nam Sinh đã ứng dụng thành công rồi, ứng dụng thành công rồi, cho nên là chia sẻ lại. Thì bây giờ chúng ta nghiêm túc, chúng ta ghi chép lại, thì có rất nhiều anh chị trong nhóm học tập, ôi chị ơi em chỉ có ghi chép livestream thôi mà tiền về, khách hàng cũng tự tìm em, gõ cửa để mua hàng của em. Anh chị thấy tuyệt vời không? Vô cùng tuyệt vời mà, đúng không? Đó, thì khi mà tại vì sao là người ta nói rằng ồ ghi chép livestream nó thần thánh như vậy hả? Không phải đâu anh chị, mà là sao? Anh chị đang tập trung, anh chị đang tập trung cái suy nghĩ, tập trung cái tư duy, cái nhận thức của anh chị để anh chị ghi chép á. Anh chị tập trung vào đó, thì khi anh chị tập trung vào đó là bên trong của anh chị là tràn ngập những cái tư duy của người thành công, cái năng lượng của người thành công. Cho nên á, khi mà anh chị tập trung như vậy thì bên trong của anh chị là những cái điều tuyệt vời, thì anh chị sẽ thu hút hấp dẫn những cái điều tuyệt vời đến đó anh chị ha. Đó, để anh chị ứng dụng nó, anh chị ghi chép lại, anh chị nghiền ngẫm, anh chị ghi chép lại. Và cái cách mà anh chị học nhanh nhất đó là gì? Anh chị ghi chép và anh chị chia sẻ lại đó. Chia sẻ lại thì anh chị sẽ nhớ hơn nhiều đó, nhớ hơn nhiều, và anh chị sẽ ứng dụng được nhiều hơn. Anh chị học mà anh chị hành nè, hành động đó, học tập nè, làm bài tập nè, hiểu nè đó, và anh chị ghi chép chia sẻ lại thì anh chị sẽ nhớ được rất lâu. Và khi mà anh chị nhớ được rất lâu, anh chị ứng dụng được thì nó đã là của anh chị. Chứ còn hiện bây giờ mà anh chị chỉ nghe Tài Việt Nam Sinh chia sẻ, nghe doanh nhân Hân Phan chia sẻ, nghe Yến chia sẻ, anh chị thấy hay, nhưng mà anh chị không ứng dụng được thì nó chỉ mới là kiến thức của người khác thôi anh chị ha. Đó, mới là kiến thức của người khác thôi, chưa phải là của mình. Khi nào mình ứng dụng được là của mình, ứng dụng được mới là của mình đó anh chị ha. Đó, vì vậy mà ghi chép thì nhớ là chúng ta ghi chép từng câu từng chữ đó anh chị nha. Đó, có nhiều bạn như vậy nè. Tôi nghe một câu, tôi gạch đầu hàng, tôi nghe cái ý gì quen quen thì tôi ghi, đúng không? Đó, tôi nghe cái ý gì quen quen thì tôi ghi đó. Mà quen quen đó, theo anh chị, quen quen đối với anh chị á, là hiện tại chúng ta là người chưa có thành công, thì những cái tư duy của chúng ta là tư duy gì ạ? Anh chị có thể comment ha. Đó, hiện tại chúng ta là người chưa thành công thì tư duy của chúng ta là tư duy gì? Tư duy của người thành công hay tư duy của người chưa thành công ạ? Đúng rồi, chính xác. Tư duy của người chưa thành công. Vì vậy mà anh chị thấy, anh chị nghe một cái tư duy mà nó quen quen với anh chị là những tư duy của người chưa thành công, đúng không? Mà anh chị chỉ ghi những cái ý đó thôi, thấy ý này quen tôi ghi những ý đó thôi. Còn cái ý mà không quen có nghĩa là tư duy của người thành công đó mà nó không quen. Tại sao nó không có trong đây? Nó không có trong đây thì sao? Không ghi, mà không ghi thì đâu có ứng dụng được, không ghi đâu có nhớ được, đúng không ạ? À, cho nên là ghi từng câu từng chữ, có nghĩa là tư duy quen hay là chưa quen, ghi hết, ghi hết. Chưa quen thì ứng dụng rồi sẽ quen anh chị ha. Đó, ứng dụng rồi sẽ quen. Vì vậy ở đây, đây là cái cách để chúng ta có được những cái hạt giống đó anh chị, cái cách để chúng ta có được những cái hạt giống thành công, những cái hạt giống của người giàu có đó anh chị ha.
Và ở đây có rất là nhiều bạn nói với Yến rằng: ồ chị ơi, em rất là ngưỡng mộ chị, em rất là ngưỡng mộ chị, em muốn được cái kết quả giống như chị đó. Thì Yến hỏi lại: bây giờ là bạn muốn có kết quả giống như Yến thì bạn phải làm những cái thói quen giống như Yến làm, bạn phải học những cái cách suy nghĩ giống như Yến đã học, thì bạn làm được không? Bạn làm được không? Nếu như bạn làm được thì bạn mới có được cái kết quả giống như vậy. Tại vì sao? Cái quá trình mà phát triển, bạn không có, người ta không có chia sẻ với bạn, đúng không? Người ta chia sẻ với bạn là cái kết quả người ta đạt được thôi, người ta không có chia sẻ với bạn là cái quá trình ứng dụng, cái quá trình phát triển như thế nào đó. Mà bạn cứ ảo tưởng là à, tôi chỉ cần là à, tôi biết như vậy là tôi sẽ có kết quả như vậy. Không có đâu đó. Công thức có rồi, đúng không? Hạt giống có rồi đó, cái cách gieo trồng, cái cách chăm sóc cũng có rồi. Nhưng mà nếu như bạn không trồng, bạn không gieo, bạn không chăm sóc, bạn không tưới nước, thì cái hạt giống nó vẫn nằm trong đó, nó vẫn nằm ở trong cái túi đó, đúng không? Cái hạt giống bạn sinh về nó vẫn nằm trong túi đó, và mảnh đất của bạn thì đã được cày xới, nó vẫn là mảnh đất, nó không có cái gì ở trên đó cả. Bạn phải là người gieo những cái hạt giống đó xuống, có đúng không? Bạn phải là người đọc sách, bạn phải là người phát triển tư duy, thì kết quả thành công nó mới đến với bạn được. Còn nếu như mà à, Yến Yến gieo hạt, Yến gieo cái hạt giống đó xuống, Yến chăm sóc, thì kết quả là của khu vườn của Yến, đâu có phải khu vườn của bạn, có đúng không? Đó, cho nên á là kết quả nó đến từ cái hành động của chúng ta đó anh chị ha. Cái công thức mà suy nghĩ tạo cảm xúc, cảm xúc đưa đến hành động, hành động cho kết quả, cái bước hành động rất quan trọng. Cái bước hành động nó giống như cây cầu nối giữa cái suy nghĩ của mình và cái kết quả mà mình đạt được, là nó là cái cầu nối rất quan trọng. Nếu không có cái cầu nối này thì hai cái này không nói lại được với nhau, đúng không? Hai này không nói lại được với nhau thì đâu có kết quả đâu đó. Vì vậy ở đây, nếu như mà anh chị em nào mà chưa chưa có những cái bộ sách cho mình, thì hãy hãy sở hữu cái bộ sách đó và học tập đọc nghiêm túc anh chị ha. Đó, và câu lạc bộ sẽ có những cái chương trình để đọc cùng với anh chị, phân tích cho anh chị những cái quyển sách đó, và hãy theo dõi anh chị nha. Nếu như anh chị nào đã có mặt trong nhóm học tập rồi thì theo dõi đó, theo dõi chương trình nào là chương trình đọc và phân tích sách, chương trình nào là chương trình phát triển tư duy, để anh chị tham gia vào cho đúng anh chị ha, tham gia vào cho đúng. Còn nếu như mà anh chị em nào mà đang theo dõi Yến ở bên ngoài mà chưa chưa có nhóm học tập, thì hãy liên hệ với cái người tác tên anh chị, những cái người mà gửi cho anh chị cái đường link đó, hãy liên hệ với họ để anh chị được có mặt trong nhóm học tập, để nhận những cái thông tin, đúng không? Nhận những cái thông tin để mình biết chương trình nào là chương trình đọc và phân tích sách, để chúng ta làm theo bốn bước này nha. Bốn bước này đó. Bước thứ nhất, nhắc lại nha, đi nhắc lại, bước thứ nhất là đọc cái quyển sách Người giàu có nhất thành Babylon, để chúng ta biết về cái kỹ năng quản lý tiền đó. Rồi bỏ quỹ tự do tài chính là như thế nào, rồi bảo vệ tài sản của mình là phải làm gì đó anh chị nha. Và hiện tại thì cái chương trình này là chương trình 5 giờ sáng anh chị nha, chương trình 5 giờ sáng. Rồi cái bước thứ hai là đọc quyển Sức mạnh tiềm thức, để chúng ta có được cái công cụ để nó giúp cho chúng ta thu hút nguồn lực đó, giúp thu hút nguồn lực chứ nó không có làm thay chúng ta đó. Rồi bước thứ ba là đọc với cái quyển Bí mật tư duy triệu phú đó, Bí mật tư duy triệu phú. Và khi mà anh chị biết được mình đang là người có tư duy gì, khi anh chị chưa biết thì anh chị không dễ, nhưng mà khi anh chị đã biết rồi, tôi là người có cái tư duy của người chưa thành công, thì bây giờ tôi phải thay đổi để tôi có được cái tư duy của người thành công, thì tôi phải bước sang cái chỗ người thành công bên đây nè, họ có tư duy này nè, tôi bước sang đây, từ bên đây tôi bước sang bên đây, thì tôi mới mới có được cái kết quả của cái người thành công anh chị ha. Đó, thì như vậy chính là gì, là anh chị hãy đọc cái quyển sách đó. Nhưng mà Yến tin chắc rằng anh chị có quyển sách đó, anh chị đọc nhưng mà không có người hỗ trợ phân tích, anh chị cũng không ứng dụng được, không ứng dụng được, tại vì Yến đã từng như vậy rồi nên Yến biết đọc không có dễ, đọc một mình không có dễ dàng, đọc tới đọc lui, đọc hoài luôn, có một câu một đoạn mà đọc không hiểu anh chị. Nhưng mà chỉ cần người thành công họ đã ứng dụng rồi, ứng dụng thành công rồi, họ đọc và họ phân tích ra là mình biết được cái này nè, đó là do vậy đó anh chị ha. Đó, và cái nó cũng giống như là cái tư duy mà Yến nói anh chị nè, thường anh chị được người khác mà
chúc anh chị một câu, nhất là những ngày Tết, chúc anh chị một câu là anh chị phải lật đật nhắn tin chúc lại một câu liền, có đúng không ạ? À? Chúc lại liền luôn á, không dám để lâu luôn á, chúc lại liền cho nó nóng. Nhưng mà đó là cái tư duy chưa đúng, chưa đúng. Mình người ta tặng mình một món quà là một lời chúc tốt đẹp đúng không, mình phải đón nhận trước đã, mình đón nhận cái lời chúc tốt đẹp đó trước đã. Hả? Người ta tặng mình một cái món quà mình phải nhận trước, rồi mình muốn chúc lại một lát sau hãy chúc sau. À, chứ không phải người ta vừa chúc một cái, giống như người ta vừa tặng mình món quà xong mình ném trả lại liền, mình tà mình làm là ngay một lời chúc khác là mình ném trả lại liền luôn đó anh chị ha. Hả? Nhưng mà như vậy nếu như anh chị là một người mà đi tặng cái món quà đó thì anh chị nghĩ như thế nào? Vừa mới tặng cho người ta cái người ta ném trả lại mình liền luôn á, cảm thấy như thế nào? Cảm thấy không vui đúng không, cảm thấy không có được năng lượng đó. Thì nó giống như vậy, cho nên là những anh chị em nào mà anh chị thấy là chúc những anh chị em trong câu lạc bộ thì thường người ta chỉ nói lời cảm ơn thôi, cảm ơn bạn, cảm ơn em, cảm ơn chị, chứ người ta không có chúc lại, ta không chúc lại. Nhưng mà lát sau trưa hay là lát sau ta chúc, có đúng không ạ? À? Đó là đã hiểu được cái tư duy này đó. Có nhiều người không hiểu, ồ chúc nó mình làm thinh, chúc nó mà nó chỉ cảm ơn nó không biết chúc lại mình là như thế nào. Đó là người ta đã học được cái tư duy của người thành công rồi. Giờ bây giờ nhớ nha. Đó, cho nên á khi mà mình yến chúc ai mà người ta chúc lại yến liền là yến biết người này chưa được học, chưa được học về cái tư duy là đón nhận cừ khôi anh chị ha. Đó, cho đi rộng lượng nhưng mà đón nhận cừ khôi, đó là chưa được học cái tư duy của những trong 17 tư duy triệu phú đó anh chị nha, chứ không phải là đơn giản đâu, nó chỉ có 17 cái tư duy vậy thôi đó. Đó, nhưng mà mình ứng dụng tốt thì nó rất là tuyệt vời luôn, rất tuyệt vời nha. Đó, cho nên là mỗi một ngày mình học một chút, mỗi một ngày mình học một chút nha. Yến đã học rất lâu, Yến đã học cũng gần 2 năm đấy, học và ứng dụng gần 2 năm đấy anh chị ha. Cho nên là anh chị chúng ta hãy kiên nhẫn với chính mình nha. Đó. Rồi, bước thứ ba nữa, thứ tư là gì? Bước thứ tư là ghi chép livestream. Đó, ghi chép livestream, ghi chép mà tiền về, ghi chép khách hàng tự gõ cửa mua hàng thì nên ghi chép không anh chị? Nên ghi chép không ạ? À? Ghi chứ, đúng không? Thay vì bây giờ mình đi tìm khách hàng, mình đi tìm người này, tìm người kia, bây giờ tôi nhà tôi ghi chép livestream, khách hàng tìm tôi để gõ cửa cọc cọc cọc. Chị ơi, em đặt hàng, tuyệt vời không? Đó, như vậy đó anh chị. Thì đó là những cái bí kíp mà câu lạc bộ muốn chia sẻ đến với anh chị. Đó, những cái hạt giống giàu có đó, ngày hôm nay anh chị học được đó là muốn gieo những cái hạt giống đó thì anh chị hãy nghiêm túc làm bốn cái bước đó, đúng không? Bốn cái bước đó là anh chị được một cái bí kíp rồi đó. Đó, một bí kíp rồi đó. Cho nên là hãy nghiêm túc học tập nha. Đó, vậy nha. Đó, và đó là cái kiến thức mà ngày hôm nay Yến muốn chia sẻ đến với anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. À, anh chị thấy rằng cái kiến thức ngày hôm nay nó dễ hiểu hay dễ ứng dụng thì anh chị hãy comment anh chị ha. Chào bạn Hồ Thế Sang. À, mình đang live stream, mình đang zoom và live stream trên nhiều nền tảng cho nên là mình không có trả lời trực tiếp từng bạn được. À, bạn muốn là liên hệ với mình thì bạn cứ gửi follow hay là để lại tin nhắn cho mình ha. Đó, mình sẽ hỗ trợ, mình sẽ trả lời bạn ha, cụ thể. Rồi. À, anh chị ha. Rồi, anh chị dễ ứng dụng, dễ hiểu đúng không ạ? À? Đó, vô cùng tuyệt vời. Đó, thì anh chị biết sao không? Là ngày trước Yến không có nói được như vậy đâu, không có nói được 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 như thế đâu. Nhưng mà nhờ Yến ghi chép rồi Yến chia sẻ lại, ghi chép chia sẻ lại nhiều thì bây giờ mới lưu loát như vậy anh chị. Và cộng thêm mình ứng dụng nữa, mình ứng dụng có kết quả nữa thì nó sẽ vô cùng tuyệt vời hơn. Đó, anh chị nha. Đó, mình ứng dụng được, mình chia sẻ để giúp người khác ứng dụng được nữa thì vô cùng tuyệt vời anh chị nha. Đó, rồi thì nếu như mà anh chị đã thấy rằng là kiến thức này dễ hiểu, dễ ứng dụng thì chúng ta ứng dụng nha, chúng ta ứng dụng và để chúng ta có được kết quả. Đó, nghiêm túc kiên nhẫn với chính mình. Rồi, bây giờ thì Yến xin kết thúc cái buổi chia sẻ của mình ở đây. À, cảm ơn những tình cảm
những cái tương tác rất là tích cực mà anh chị đã dành cho Yến ha. Đó. Rồi, cảm ơn tất cả những tình cảm, những lượt like, những lượt tim mà anh chị đã dành cho Yến. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào lúc 20 giờ tối nay nha. Rồi, chúc cho anh chị có một buổi chiều tràn ngập trong ý niệm của tình yêu thương, lòng biết ơn, tự do, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn suốt cuộc đời anh chị nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.